Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn, hướng dẫn các bạn chữa đề minh họa 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và trong quá trình chữa thì cô Trang Anh sẽ định hướng cho các bạn là có những cái nội dung học gì và các bạn sẽ phải học đến mức độ như nào nhé. Ở trong cái phần chữa của cô Trang Anh thì chủ yếu cô Trang Anh sẽ hướng dẫn về các kỹ năng làm bài cũng như là về những kiến thức mà các bạn sẽ phải tập trung ôn, đúng không ạ? Cô sẽ chỉ ra là ví dụ các bạn phải tập trung vào những phần gì, đúng không? Và ví dụ những bạn mà các bạn muốn được 8 điểm thì 8 điểm trở lên thì các bạn phải tập trung vào những phần gì, các bạn được 4 từ 9 điểm trở lên các bạn phải tập trung vào những phần gì. Thế hoặc là những bạn mà chỉ cần là chống nghiệm tiếng Anh thì các bạn nên tập trung vào những phần gì nhé. Ok, các bạn thấy ok, Việt Nam thắng rồi đúng không ạ? Rồi, chào trận này nhóm giải đề. Các bạn thân mến, các bạn kiểm tra lại giúp cô xem các bạn nhìn có rõ không ạ? Cô thấy các bạn nói là bị mờ. Ok. Hôm nay cô Trang Anh sẽ chữa full đề minh họa 2019. Về cơ bản là các bạn đã có đáp án sẵn rồi đúng không ạ? Hôm nay cô sẽ chủ yếu là cô sẽ chỉ cho các bạn xem là ví dụ những cái nội dung đấy, ví dụ cái câu đấy chẳng của chúng ta thì trong chương trình là lớp 10, lớp 11 hay lớp 12 này đúng không ạ? Và nội dung của cái kiến thức đấy của chúng ta là về cái gì, từ đó chúng ta sẽ định hướng được đúng không ạ? Và sẽ định hướng được là chúng ta sẽ phải học như nào, chúng ta sẽ phải ôn như nào. Ok, các bạn kiểm tra giúp cô xem là các bạn nhìn thấy màn hình có ổn không ạ? Rồi, chào Mộc Lịch Tâm ạ. Ok, chào Nguyễn Thạc Hùng. Nguyễn Thạc Hùng là học sinh 2K mà, đúng không ạ? Ok, các bạn thân mến, các bạn có bao nhiêu bạn đã làm đề này rồi ạ? Các bạn thử cho cô biết xem là các bạn làm đề, các bạn được bao nhiêu điểm với đề này ạ? Có nhiều bạn hỏi cô là với mức độ đề như này, đúng không ạ? Bạn nhớ chứ, con có rất là nhiều bạn hỏi cô là cô với mức độ đề như này thì được đạt điểm là bao nhiêu, là đạt chuẩn, đúng không ạ? Thì bạn nhớ chứ cô là nếu như mức độ đề như này nhá, thì bây giờ, đến hiện tại bây giờ đúng không ạ? Các bạn mà đạt được từ 7 điểm trở lên đề này là ổn. Đúng không ạ? Từ 7 trở lên là đề này là ổn như nhé. Chờ từ 7 trở lên thì rồi ok, quay lại học thôi. 7 điểm trở lên với đề này là ổn. Tại sao ạ? Như cô phân tích cái bài mà cô vừa phân tích lúc trước ấy ạ, thì trong đề này của chúng ta cô đếm được đúng không ạ? Nội dung của phần bài phần đề này của chúng ta là chúng ta sẽ có là kiến thức chủ yếu đúng không ạ? Đề này của chúng ta thì nếu như mà nói là đề này khó thì không khó đúng không ạ? Mà dễ thì thực ra cũng chẳng dễ hẳn. Vậy trong cái đề minh họa 2019 này, chợ đề 2019 của chúng ta này, nó sẽ có là có hai câu phát âm và trọng âm nhá, đúng không ạ? À, có phần phát âm trọng âm cũng tính rồi thì cô sẽ đếm được là 23 câu về ngữ pháp. Đấy, có một cái tỷ lệ nó gọi là hơi bất ngờ một chút, là khá là nhiều về ngữ pháp, đúng không ạ? 23 câu về ngữ pháp. Những cái đề của các anh chị 2010, các anh chị 2K đó là đề rất là nhiều từ vựng, thì đề của mình lại có rất là nhiều ngữ pháp. 23 câu ngữ pháp mà chỉ có 10 câu từ vựng thôi. 10 câu từ vựng đấy là cô còn đếm hết cả bài tập đồng nghĩa trái nghĩa, cô cũng tính vào đấy. Dạ. 10 câu từ vựng là tính hết cả đồng nghĩa trái nghĩa vào đấy. Chờ cô tính hết cả từ vựng, cô còn tính hết cả cái từ vựng ở trong bài tập đọc hiểu vào đấy nữa thì mới được 10 câu từ vựng. Đúng không ạ? Ở nhá, chúng ta sẽ có là bài đọc này của chúng ta thì bài đọc rất là dễ, đúng không ạ? Một bài đọc thì năm nay bài đọc lại chia thành như này, tức là một bài có 5 câu và một bài có 8 câu, tổng 13 câu. Đúng chưa? Tí nữa trong quá trình chữa đọc hiểu thì cô sẽ chỉ cho em thấy là cái dạng đọc hiểu, tức là tùy từng câu hỏi chúng ta sẽ là có những cách làm khác nhau. Rồi, em được 8,4 rồi đúng không ạ? Vậy nếu mức độ đề như này, nếu em được 8,4 thì chắc là đến đây em sẽ được, có thể hy vọng được đến 9. Tuy nhiên thì có rất là nhiều bạn, các bạn ấy có một cái hoài nghi như sau là nếu mà đề dễ như này, đúng không ạ? Thì đến lúc mà thi thật liệu có dễ như này không? Em thân mến, cô đã từng theo sát kỳ thi 2017. Cô đã từng theo sát kỳ thi 2018 thì cô nhận thấy như sau. Cô thấy đề minh họa với đề thi thật, về cơ bản là nó giống nhau về form. Form ở đây cô nói, muốn nói đó là về phần khung kiến thức. Ví dụ như trong đề minh họa nó có những cái phần kiến thức gì thì trong cái phần đề thi thật của chúng ta là cũng có những kiến thức như vậy. Tuy nhiên thì cái mức độ đề, đúng không ạ, với cái mức độ của từng câu hỏi là có thể khác nhau. Tuy nhiên cái phần khó của chúng ta nó sẽ chỉ khó tập trung vào những phần sau thôi này. Nếu như khó thì nó sẽ chỉ khó về phần sau ạ. Khó về phần từ vựng. Tại sao từ vựng khó? Nếu như họ cho khó hơn là cho từ vựng lạ một tí thì sẽ khó, đúng không ạ? Nó sẽ khó ở phần sau, nó khó ở phần collocation. Chờ, collocation, các bạn bảo rằng collocation của đề này ít, thực ra không ít đâu ạ. Nếu như mà cái phần ngữ pháp của nó dàn trải như này mà riêng collocation có 3 câu là cũng là nhiều rồi, đúng không ạ? Từ vựng này, collocation này, idiom này, thành ngữ. Thực ra thành ngữ thì mỗi một đề thi của nó cũng chỉ có khoảng 1 đến 2 câu, nhiều nhất là 2 câu thôi, đúng không ạ? Khó về phần phrase verb thế thôi, đúng không ạ? Kể cả đề của anh chị 2K năm ngoái thì nó cũng chỉ có 4 phần này khó thôi. Được chưa? Rồi, Việt Nam thắng rồi. Rồi ok, chúng ta bắt đầu học nhé. Chúng ta bắt đầu với phần của chúng ta này. Được không ạ? Cô sẽ có này. Phần đầu tiên của chúng ta bây giờ cô sẽ chữa nhanh này, và trong quá trình cô chữa đúng không ạ thì cô sẽ chỉ cho em xem phần gì nhé. Chờ cô sẽ chép ra một cái tờ giấy toàn bộ khung của chúng ta. Chờ cô sẽ chép ra một tờ giấy và tí nữa sau khi cô livestream xong thì cô sẽ chụp cái tờ giấy đấy cho các em. Chờ cô sẽ chữa là đề minh họa 2019 đúng không ạ?
Đề minh họa 2019 môn tiếng Anh này. Đúng không ạ? Cô sẽ chữ là đề minh họa 2019 môn tiếng Anh nhé. Chờ trong đó chúng ta sẽ có từng dạng bài một. Chờ cô sẽ có dạng bài thứ nhất, được chưa? Chờ cô sẽ có dạng bài thứ nhất, đó là dạng bài về phát âm. Thì bạn nhớ chưa cô là xong chương trình của chúng ta này, đúng không? Trong kiểu thi chúng ta rất là nhiều năm trở lại đây rồi, phát âm của chúng ta sẽ có hai câu. Câu thứ nhất của chúng ta đó là cách phát âm của đuôi S và đuôi ED. Câu này thì coi như là họ cho không điểm các bạn, đúng không? Bởi vì là cái câu mà hoàn toàn các bạn có thể dùng quy tắc để đánh được, để làm được. Và thứ hai đó là phát âm của phần của nguyên âm. Nhớ nhá, và phần thứ hai của chúng ta sẽ là nguyên âm, tập trung cho cô chủ yếu vào nguyên âm nhiều hơn. Chờ vậy chúng ta sẽ có này. Với câu số 1 của chúng ta, đúng không? Cô sẽ có là câu số 1 của chúng ta là cách phát âm của đuôi ED. Nhưng mà ví dụ đề này họ cho vào ED, nhưng có thể là đến lúc mà thi thật thì họ cho vào S. Kể cả S hay ED chúng ta đều làm được cái này. Chúng ta áp dụng cho cô bằng quy tắc cách phát âm của đuôi ED. Thì cô sẽ chọn được câu số 1 của chúng ta. Đáp án sẽ là ý A. Câu này dễ rồi, chắc không cần phải bàn cãi nhiều, đúng không ạ? Câu số 2 của chúng ta là cách phát âm của nguyên âm này. Chờ chúng ta sẽ có này. Ý A cô có từ đấy là quả how. Âm đấy của chúng ta là out, đúng không ạ? Mouth, mouth out, đúng không ạ? Could all. Vậy cô sẽ có câu 2 ý C. Hai câu này là của cô là hai câu rất là dễ rồi, đúng không ạ? Câu ấy cực kỳ đơn giản rồi. Tí nữa câu nào khó cô sẽ khoanh cho em, đúng không ạ? Còn đâu về cơ bản nó rất là dễ. Rồi xong này, em sẽ chuyển cho cô sang câu số 3 của chúng ta thì sao? Chờ câu số 3 của chúng ta, có bạn nào theo dõi cái buổi livestream trọng âm tuần trước của cô không ạ? Để trong cái phần trọng âm này của chúng ta, đúng không ạ? Phần thứ hai của chúng ta là trọng âm. Chờ bạn nhớ cho cô là phần này là phần mà các bạn nhớ là phần này của em được 0,4 điểm rồi, hai cái này được 0,4 điểm rồi, đúng không ạ? Là riêng cái bài tập về phát âm là kể cả các bạn học sinh không chuyên các bạn cũng phải làm đúng được phần này của cô, đúng không ạ? Rồi tiếp theo đến phần trọng âm. Chờ trọng âm cũng dễ, trọng âm nó sẽ có một câu như sau, bao giờ nó cũng sẽ có là một câu trọng âm theo phiên âm. Chờ một câu theo phiên âm. Nếu như các bạn nào mà chưa chắc trọng âm thì các bạn có thể tìm lại video livestream của buổi thứ ba tuần vừa rồi, đúng không ạ? Cô có dạy là một câu trọng âm theo phiên âm rồi, đúng không ạ? Và một câu theo tiền tố và hậu tố. Chờ một câu theo tiền tố, hậu tố hoặc là đuôi. Chờ tiền tố, hậu tố hoặc là đuôi nhé các bạn nhé. Nhờ vậy chúng ta sẽ có là riêng hai câu này em cũng sẽ được 0,4 điểm. Vậy là tổng 4 câu em được 0,8 điểm rồi. Được chưa? Chờ giờ ok, đề này của cô thì đề của bộ thì dễ hơn nhiều so với đề cô đang dạy các bạn trong nhóm, đúng không ạ? Rồi tiếp này cô sẽ có này với câu số 3 của chúng ta nhé. Câu số 3 các bạn xem cho cô câu này như sau này. Câu số 3 em nhìn thoáng cho cô qua 4 đáp án em sẽ thấy suy ra câu này của chúng ta sẽ là trọng âm theo phiên âm. Đúng không ạ? Trọng âm theo phiên âm thì bạn áp dụng cho cô cái quy tắc, đúng không ạ? Để với đề này nhé, chỉ cần áp dụng theo quy tắc trọng âm của cô Trang Anh là các bạn đã làm được đúng hết rồi. Nó không hề có bất cứ một trường hợp ngoại lệ nào cả, đúng không ạ? Ý A tới đọc là inform. Âm đấy của cô là âm O dài. O dài là những trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài, vậy nó rơi vào âm tiết thứ hai. Ý B đọc là explore. Âm đấy của chúng ta cũng là O dài, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài, nó cũng rơi vào âm tiết thứ hai. Thế còn ý C thì sao? Ý C đọc là prevent và ý D đọc là cancer. Cancer thì cô sẽ có âm đầu tiên của cô là e bẹt, âm thứ hai của cô là âm ơ. Vậy cô sẽ có là trọng âm không bao giờ rơi vào âm ơ, được không ạ? Nên chúng ta sẽ có là trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu. Vậy cô sẽ chọn được câu số 3 là ý D. Bạn nhớ cho cô này, cái câu này của họ, họ ra cũng có chủ ý của họ. Thế sao ạ? Inform là động từ này, explore động từ, prevent cũng động từ và thậm chí cancer cũng là động từ. Nếu như các bạn áp dụng bằng quy tắc là danh từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất thì động từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, đúng không ạ? Thì bạn sẽ không làm được câu 3 đâu vì 4 đáp án của cô đều là động từ hết. Tuy nhiên nếu bạn áp dụng bằng quy tắc trọng âm theo phiên âm thì các bạn hoàn toàn có thể làm đúng được phần này, đúng không ạ? Đấy nhá. Rồi, xong câu số 3 xin mời em sẽ chuyển được cô sang câu số 4 của chúng ta. Câu số 4 của chúng ta thì chúng ta sẽ áp dụng vừa trọng âm theo phiên âm và chúng ta sẽ phải vừa áp dụng bằng trọng âm theo với hậu tố và tiền tố. Cô sẽ có này, theo quy tắc mà cô Trang Anh đã dạy các bạn buổi thứ 3 vừa rồi, nó sẽ có những từ có đuôi y dài, trọng âm dịch chuyển 3 âm tính từ đuôi lên. Vậy cô sẽ có từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu, đúng không ạ? Đầu nhá, được chưa? Rồi tiếp này cô sẽ có ý B có đuôi sần. Những từ có đuôi sần trọng âm rơi vào trước sần, vậy giờ ven âm tiết thứ hai. Năm ngoái đề 2018 được đánh giá là khó, đúng không? Nhưng mà các bạn thấy là các bạn có thể xem lại, các bạn thấy là riêng bài tập phát âm và trọng âm vô cùng dễ. Đấy nhá, tí nữa cô sẽ chỉ cho em, thì là cô sẽ so sánh cho em đề minh họa 2019 với đề 2018 nó sẽ có cái điểm gì khác biệt và điểm gì giống nhau. Điểm giống nhau của đề 2018 và đề minh họa 2019 là có bài tập phát âm và trọng âm theo đúng chuẩn luôn, không có trường hợp đặc biệt, đúng không ạ? Ở tiếp này cô sẽ có ý B của cô thì sao? Ý B đuôi L không ảnh hưởng, đuôi A, G, E cũng không ảnh hưởng, vậy trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Từ đó cô suy ra được câu số 4 của chúng ta, đáp án là ý C. Xong chưa? Rất đơn giản phải không ạ? Rồi, xong câu số 4 xin mời em sẽ chuyển cho cô sang câu số 5 của chúng ta này. Bắt đầu cô sẽ hệ thống cho em kiến thức về phần ngữ pháp nhá. Được chưa?
Với phần thứ ba của chúng ta bắt đầu cô sẽ hệ thống các em, cái đó là phần kiến thức đúng không? Phần kiến thức này của chúng ta này. Chờ phần kiến thức của chúng ta cô sẽ chỉ cho em rõ thấy từng phần một. Chờ cô sẽ có này. Với câu số 5 của chúng ta nhìn cho cô đáp án trước. À, các bác ở bộ năm nay các bác rất là ưu ái cho các bạn 2K1 là các bác cho hẳn 14 câu trắc nghiệm này. Phần là phần các bạn dễ lấy điểm mà đúng không? Cho hẳn 14 câu tức là cho nhiều hơn hẳn 2 câu so với lần trước. Đúng không ạ? So với các đề năm trước. Vậy là vì vậy nhưng mà năm nay các bạn 2K là sẽ thuận lợi hơn, đề sẽ dễ hơn, đúng không ạ? Chắc chắn là đề sẽ dễ hơn. Tuy nhiên, nếu mà đề dễ hơn thì những bạn luyện thi đại học lại không vui đâu, bởi vì đề dễ hơn thì cái mức độ mà điểm cao sàn sàn bằng nhau thì rất là nhiều, đúng không? Như vậy thì tỷ lệ chọi, tỷ lệ mà để chúng ta mà thi đấu với nhau thì nó lại giảm xuống, đúng không? Vì vậy chúng ta phải nhớ cho cô là những bạn nào mà luyện thi đại học thì các bạn phải nhớ cho cô là không được phép cho mình sai những nỗi sai ngớ ngẩn nhá. Cô sẽ có này, câu số 5 của chúng ta nhìn cho cô một đáp án này. Ơ này, ân này, the, đúng không? Vậy chúng ta suy ra à, câu này kiểm tra các em kiến thức về mạo từ. Đúng không? Kiểm tra các em kiến thức về mạo từ. Phải nhớ cho cô là mỗi một cái phần cô ghi ra cuối này là một cái phần mà các em phải học nhá. Đây là chuyên đề về mạo từ. Nếu những bạn nào nghe cô giảng đến phần mạo từ mà mình vẫn chưa học qua mạo từ đến tháng 12 rồi mà chưa học đến chuyên đề mạo từ, nhớ cấp tốc học lại cho cô nhá. Chuyên đề mạo từ là một chuyên đề rất là dễ nhưng mà năm nào chúng ta cũng thi, đúng không ạ? Cô thấy bạn Tấn Thảo bảo là bị mờ, các bạn khác có thấy bị mờ không ạ? Ok, cô thấy bạn Tấn Thảo đó là bị mờ, các bạn khác có thấy bị mờ không ạ? Rồi, cô sẽ có nhá. Với mạo từ thì em sẽ căn cứ cho cô như sau này, được không ạ? Với mạo từ em căn cứ cho cô bằng từ luôn là thế giới. Đấy, thật là thế giới. Người ta có một quy tắc như sau. Bạn thân mến, là phần mạo từ rất là dễ nhưng em phải thuộc nhiều quy tắc, đúng không? Có bạn nào có sở hữu cái cuốn 25 chuyên đề ngữ pháp của cô thì trong cái cuốn 25 chuyên đề ngữ pháp thì cô có đề cập đến khoảng được chưa? Gần 30 cái quy tắc của phần mạo từ. Em chỉ cần thuộc cái số quy tắc về mạo từ đấy là em có thể hoàn toàn áp dụng được. Thế cô sẽ có lại với câu số 5 của chúng ta áp dụng quy tắc là người ta sử dụng mạo từ dơ trước những gì nó là duy nhất độc nhất. Vậy chúng ta sẽ có từ luôn là thế giới duy nhất độc nhất. Vậy thì câu số 5 chúng ta sẽ chọn được đáp án sẽ là ý C. Xong chưa? Rất là đơn giản đúng không ạ? Câu số 6 còn vô cùng đơn giản hơn ạ. Có bao nhiêu bạn ở trong nhóm chuyên đề 2 của cô ạ? Chuyên đề 2 của chúng ta đang học cái phần ngữ pháp này, đúng không ạ? Đang học toàn bộ phần ngữ pháp này. Riêng những bạn ở trong chuyên đề 2 cô, tức là những bạn mất gốc và đang học lại ạ, thì các bạn đang, nếu như đề này thì các bạn đã làm được hết 23 câu về cái phần ngữ pháp rồi, đúng không ạ? Được 4,6 điểm. Nếu mà tính cả cái phần trọng âm và phát âm là các bạn được gần 6 điểm rồi. Nhưng mà cô sẽ có này, với câu số 6 của chúng ta, bạn sẽ nhìn cho cô bằng từ if, đúng không ạ? Nhìn cho cô bằng từ if nhá. Vậy chúng ta sẽ suy ra đây chính là kiến thức về câu điều kiện. Đúng không ạ? Câu điều kiện, các bác ở bộ còn vui tính đến mức mà còn chẳng cho đảo ngữ của điều kiện cơ, cho còn đơn giản quá, đúng không ạ? If này. Vậy cô sẽ có, chúng ta sẽ căn cứ bằng từ if và từ what. Yeah, what. Vậy chúng ta sẽ có là mệnh đề if, được chưa? Và chúng ta sẽ có từ what của chúng ta đang chia hiện tại đơn. Hiện tại đơn nhá. Vậy chúng ta sẽ suy ra à, câu này là điều kiện loại 1. Nếu điều kiện loại 1 chúng ta phải dùng when cộng với nguyên dạng cho vế đằng sau. Câu 6 chúng ta chọn đáp án IC. Câu này vô cùng dễ, không được ai sai. Vậy là cô thấy cô chữa từ câu số 1 đến câu số 6 là vô cùng dễ rồi. Chắc chắn là các bạn được 1,2 điểm chống liệt rồi, đúng không ạ? Vậy thì như cô chia sẻ là hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn mà để cho các bạn chống liệt được tiếng Anh ấy, thì các bạn nhớ cho cô là riêng các bạn bám sát vào cái phần ngữ pháp ấy, có 23 câu ngữ pháp mà các bạn làm được khoảng 20 câu ngữ pháp là các bạn được 4 điểm rồi, đúng không ạ? 4 điểm là rất là ổn rồi. Những bạn mà không chuyên được 4 điểm tiếng Anh là tuyệt vời rồi. Nhớ. Thế còn bởi vì là năm nay các bác ở bộ có hướng tới là xét tốt nghiệp, đúng không ạ? Xét tốt nghiệp phải đánh giá, tức là tập trung nhiều hơn vào xét tốt nghiệp. Thì tí nữa cô sẽ chỉ cho em là những cái câu đại học, đúng không ạ? Những cái câu mà đại học cần phải lưu ý là những câu nào. Những câu nào là các bác soạn ra là chỉ để dành cho đại học thôi. Chờ vậy nhé, cô sẽ có là từ câu số 1 đến câu số 6 vẫn là của tốt nghiệp này. Câu số 7 của chúng ta nhìn cho cô này, nhìn cho cô đáp án để định hướng cách làm. Cô sẽ có was walking, đúng không ạ? Would walk, walk và had walk. Vậy câu này của chúng ta chắc chắn là câu này về thì rồi, đúng không ạ? Nhưng mà nhìn cho cô bằng từ qua này chúng ta sẽ thấy là nó sẽ cao hơn thì một chút. Nó chính là sự phối thì. Chờ, nó sẽ phải là sự phối thì. Vậy sự phối thì cũng là một trong chuyên đề mà chúng ta đã học về ngữ pháp, về dịch là cô đã trông thấy một cái bài quảng cáo công việc trong khi anh ta đang đi bộ ở trên đường. Anh ta đang đi bộ thì anh ta trông thấy. Lúc mà anh ta trông thấy anh ta vẫn còn đang đi. Vậy cô sẽ suy ra vế này của cô phải chia là quá khứ tiếp diễn, đúng không ạ? Hôm nay cô đang giảng với cái mức độ mà kể cả những bạn, đúng không ạ? Kể cả những bạn mà các bạn chưa học xong chuyên đề, các bạn chưa giải đề, các bạn vẫn có thể theo dõi được với cô. Vậy thì cô sẽ có được câu số 7, đáp án của chúng ta sẽ là ý A, đúng không ạ? Câu 7 ý A nhá. Xong câu 7 chưa ạ? Rồi, xong câu số 7, xin mời em sẽ chuyển cho cô sang câu số 8 của chúng ta. Với cái bài tập chọn đáp án đúng này, cách làm là chúng ta phải nhìn cho cô vào phần đáp án trước để chúng ta suy ra hướng làm.
Ví dụ với câu số 8, bạn nhìn cho cô 4 đáp án này. Thin, although, inspired, verbicals. Thì câu này của chúng ta sẽ là chuyên đề liên quan đến phần chuyên đề về nguyên tử. Các bạn thân mến, thực ra nói rằng là ngữ pháp có cần đấy cái, nhưng mà em có biết là riêng chuyên đề về nguyên tử cũng đã rất là rộng rồi, đúng không ạ? Chuyên đề về thì cũng rất là rộng, chuyên đề thì có 12 thì, xong lại còn phối thì nó cũng rất là rộng. Ví dụ trong đề minh họa thì các bác hãy cho cái câu về why, đúng không ạ? Nhưng có thể là trong đề thi thật thì các bác lại cho một cái câu về when, hoặc cho về before, cho về after, nhưng nó vẫn là trong chuyên đề về thì, được không ạ? Rồi ví dụ như câu số 8 của cô cũng thế ạ, có thể đây là đề về câu này của chúng ta là về những cái từ này, nhưng có thể là ở trong cái đề thi thật thì nó lại có thể là ở cái dạng khác, đúng không ạ? Nhưng vẫn trong cái chuyên đề về những từ này. Vì vậy mà đòi hỏi là chúng ta chỉ biết cái khung chương trình của chúng ta như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn phải học hết, nhớ nhá. Nhớ cho cô là cô vừa có viết một bài mà cô hệ thống những khung chương trình mà các bạn phải học, khung kiến thức mà các bạn phải học. Nhưng mà các bạn phải học rộng ra và phải học sâu vào để đảm bảo là các bác cho vào ngõ ngách nào chúng ta vẫn làm được. Câu số 8, nếu như về điện từ bạn bắt buộc bạn phải xác định câu này bạn phải dịch bạn mới làm được, đúng không ạ? Nếu dịch này cô sẽ có từ xin nghĩa là vì. Ngoài nghĩa là vì nó còn có nghĩa là từ khi, đúng chưa? Tiếp này cô có từ although nghĩa là mặc dù. Chưa, ý B là mặc dù nhá. Ý C cô sẽ có inspire cũng là mặc dù, nhưng hai anh này khác nhau này. Anh này đằng sau anh cộng cụm danh từ. Còn nếu không được cộng cụm danh từ anh phải đi về verb in. Vậy cô sẽ căn cứ bằng từ sau này, cô căn cứ is e friendly. Is e của cô là mệnh đề rồi. Thì cô sẽ bỏ ý C chắc chắn, đúng không ạ? Cô bỏ tiếp ý D tiếp theo, bởi vì sau because cũng phải cộng với một cụm danh từ hoặc verb in. Vậy cô chỉ còn ý A và ý B thôi. Bây giờ cô dịch nghĩa của câu nhé. Năng lượng mặt trời, vậy chúng ta sẽ có là người ta đưa cái câu này vào là thấy là cái này trong cái bài chủ đề của tiếng Anh lớp 11, đúng không ạ? Chủ đề về energy của lớp 11 này. Năng lượng mặt trời không được sử dụng rộng rãi mặc dù nó rất là thân thiện với môi trường ấy. Trong câu này chúng ta lại có cấu trúc là to be friendly to, thân thiện với môi trường. Vậy cô sẽ chọn được câu số 8, đáp án là ý B. Xong chưa? Xong nhá, rất là đơn giản đúng không ạ? Rồi em chuyển cho cô sang câu số 9 này. Câu 9 nhìn cho cô 4 đáp án này. Chờ cô sẽ có about, from, with và to. Chưa đến câu chỗ khó Phạm Văn Huy ạ. Tí nữa đến chỗ khó cô sẽ chỉ cho em, đúng không ạ? About, from, with và to. Vậy câu này của chúng ta sẽ kiểm tra em về giới từ. Kiểu gì năm nào đề nó cũng có một câu về giới từ. Nhận. Thì cô sẽ có này. Với câu số 9, muốn làm được câu về giới từ thì không bao giờ mình đi ngắm mấy cái giới từ này cả. Phải tìm cho cô trong này xem cấu trúc của giới từ đấy là gì, đúng không ạ? Cô biết rồi đây nhá. Cô có cấu trúc như sau, đó là cấu trúc one somebody against. Đúng không ạ? Verb in. Nghĩa là cảnh báo ai đó không được làm gì. Bằng cấu trúc warn somebody not to verb, cảnh báo ai không làm gì. Cấu trúc này các bạn học ở trong bài tiếng Anh lớp 11 học kỳ 1. Đúng không ạ? Tiếng Anh lớp 11 học kỳ 1 nhá. Được chưa? Đây là kiến thức của lớp 11 này. Thế tiếp này chúng ta lại có một cấu trúc nữa là warn somebody about something. Cảnh báo ai đó về điều gì. Khác nhau này, against thì cộng verb in, cảnh báo ai đó không được làm gì. Thế còn about something là cảnh báo ai đó về điều gì. Vậy thì câu số 9 chúng ta sẽ chọn được đáp án sẽ là ý A. Thế cô sẽ có là cái tín hiệu đó cảnh báo mọi người là về cái nguy hiểm của việc bơi trên dòng sông đó. Vậy chúng ta sẽ có cái này của chúng ta sẽ thuộc về chủ đề về sport. Đúng không ạ? Xong nhé. Rồi chúng ta sẽ có này. Xong câu số 9 bắt đầu từ câu số 10 trở đi bắt đầu nó vi diệu hơn tí này. Đấy. Xong 9 câu, các bác ở bộ tính là 9 câu kiểu gì mà dân không chuyên chúng nó đã được làm được 1,8 điểm rồi. Bắt đầu từ câu số 10 em thấy là có mức độ nhâng dần đây. Đúng không ạ? Câu số 10 của chúng ta em xem cho cô này. Câu số 10 của chúng ta bắt đầu nó sẽ khó dần lên, nó không còn nhẹ nhàng như thế nữa, đúng không ạ? Câu số 10 của chúng ta này. Họ rất là ngạc nhiên để thấy, đúng không ạ? Để thấy cái ban nhạc yêu thích của họ đang chơi ở đó. Thế cô sẽ có là họ đã đến bữa tiệc, cô thấy ý C nó có vẻ nghiêm chỉnh nhất, nó có cả chủ ngữ cả động từ, cô xem ý C chưa? Nhưng mà chú ý về thì. Họ đã đến bữa tiệc, được chưa? Sau đó lại họ nhận thấy rằng thực ra cái câu này của chúng ta này không phải nhấn mạnh một hành động đã xảy ra xong rồi mới tới hành động khác. Câu này thực ra là chỉ là họ đến bữa tiệc là họ thấy ngay hành động xảy ra nối tiếp nhau cơ. Vì vậy cô sẽ không chọn ý C, vì ý C quá khứ thành là diễn tả một hành động đã xảy ra xong rồi mới tới hành động khác, đúng không ạ? Đây cô sẽ có ý B thì sao ạ? Just attended, người ta không dùng just attended đứng ở đầu câu như này. Vậy cô sẽ có là đứng ở đầu câu có 3 cái, đúng không ạ? Cái này trong chuyên đề, cái này trong ở trong cái chuyên đề về danh động từ. Chờ, cái này ở trong chuyên đề về danh động từ. Chờ, và động từ nguyên mẫu. Nhờ, danh động từ và động từ nguyên mẫu nhá. Được chưa? Danh động từ hoặc mệnh đề danh từ. Đấy, cái trong này là danh động từ và mệnh đề danh từ này, đúng không ạ? Thì cô sẽ có này, đứng ở đầu câu khi hai vế của câu đồng chủ ngữ, người ta có thể bỏ chủ ngữ của vế đầu và thay bằng verb in này, đúng không ạ? Thay bằng verb in hoặc là thay bằng verb P2 nếu là câu bị động này, đúng không ạ? Hoặc là thay bằng to verb nếu chỉ mục đích. Vậy cô dịch là để tham gia vào bữa tiệc, họ rất là ngạc nhiên, cô đấy không dịch thế. Vậy cô sẽ chọn được câu số 10, đáp án là ý A. Câu số 10 ý A mà dùng on arrival at the party thì nó sẽ tính là mệnh đề trạng ngữ, đúng không ạ? Dịch là làm sao khi đến bữa tiệc thì họ nhận ra rằng
Nhớ người ta dùng on arrival thì có thể bằng on arriving. Yeah. Khi đến bữa tiệc thì họ nhận ra họ rất là ngạc nhiên khi thấy làm sao ban nhạc yêu thích của họ chơi đó. Nên câu số 10 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý A. Xong câu số 10 chưa? Rồi, xong câu số 10 em lại chuyển cho cô sang câu 11. Đấy, các bác ở bộ là các bác cho cái phần này hơi nhiều. Cô thấy đã cho câu 10 rồi thì không nên cho câu 11 nữa. Đúng không? Vì cô thấy hai cái này nó gần gần lặp lặp nhau. Nhưng mà các bác cho câu 10 này, các bạn cho câu 11, vậy là cô thấy các bác cách thiên về kiến thức lớp 11 nhiều hơn. Cái câu số 11 này là hiện tại các em 2K2 các em đang chuẩn bị ôn kiểm tra học kỳ là có phần kiến thức này. Đấy, cái này của lớp 11 nhá. Đâu ạ? Vậy thì cô thấy là cái đề này của lớp 10 nó chỉ có một tí xíu thôi, còn đâu là chủ yếu là lớp 11 với lớp 12. Được chưa? Thì cô sẽ có này. Khi được sản xuất với số lượng lớn thì những cái sản phẩm đó sẽ được bán với cô giá làm sao có thể chi trả được. Vậy cô sẽ có là nhìn thoáng qua bốn đáp án này cô chả thấy có cái chủ ngữ ở chỗ nào cả. Vậy cô sẽ suy ra là điều kiện như nào để chúng ta được làm sao bỏ chủ ngữ của vế đầu và thay bằng verb in ạ. Khi hai vế của câu đồng chủ ngữ người ta có thể bỏ chủ ngữ của vế đầu và thay bằng verb in, nhớ nhá. Vậy cô sẽ có cái này chính trong là cái chính trong cái phần chuyên đề về danh động từ hoàn thành và phân từ hoàn thành mà một buổi chủ nhật cô đã livestream rồi đấy ạ. Ở chưa? Cái này là ngay trong chuyên đề về danh động từ hoàn thành và phân từ hoàn thành. Đó là chương trình trọng tâm của học kỳ 1 lớp 11, nhớ nhá. Vậy thì là khi được sản xuất với số lượng lớn, vậy thì chúng ta sẽ suy ra là cái sản phẩm đó được sản xuất chứ không tự sản xuất. Vậy như cô đã chia sẻ là nếu như vế đầu mà không có chủ ngữ, chúng ta có thể bỏ chủ ngữ của vế đầu và thay bằng verb in nếu câu chủ động, đúng không ạ? Thay bằng verb P2 nếu câu bị động và dùng to verb để chỉ mục đích. Vậy thì câu số 11 cô sẽ chọn được đáp án là ý C, đúng không ạ? Bị động. Xong chưa? Rồi, xong câu số 11, xin bạn thư chuyển cho cô sang câu số 12 của chúng ta. Các bạn, cô thấy có rất là nhiều bạn kêu là bị mờ. Các bạn xem lại giúp cô xem có bị mờ không để cô tiếp tục giảng tiếp này. Được không ạ? Rồi, câu số 12 của chúng ta có thể xếp cái này là bị mờ à? Ok. Cô đang giảng rất là hăng. Ok, các bạn xem giúp cô xem là có bị mờ không ạ? Mệnh đề danh từ. Ok. Có một số phần về ngữ pháp mà các bạn phải lưu ý đấy. Tí nữa cô sẽ chỉ cho em một số phần ngữ pháp đấy, đúng không ạ? Ok, rồi nhá, cô sẽ có này. Ok, được không ạ? Cô sẽ có này với câu số 12 của chúng ta. Với câu số 12 của chúng ta, các bạn có thể xếp cái này vào cấu trúc cũng được, đúng không ạ? Cái này thì cô xếp nó vào cấu trúc cũng được. Chứ cái này thực ra là cô xếp nó vào cái chuyên đề cấu trúc nhiều hơn, tại vì nó có hai cấu trúc cơ, đúng không ạ? Cô sẽ có công thức của forget. Với cái công thức của forget thì các bạn phải lưu ý cho cô như sau, chúng ta có hai công thức của forget này. Chờ, cô sẽ có hai công thức của forget. Cô sẽ có công thức của forget to verb và forget verb in. Cho cái này vào thực ra cũng cãi nhau nhiều, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có là forget cộng với to verb nghĩa là quên làm gì. Chờ, quên làm gì? Chờ, thế còn forget verb in là quên đã làm gì? Chờ, quên đã làm gì? Cái forget to verb là cứ là chưa làm. Thế còn cái ở dưới thì làm sao ạ? Đã làm rồi. Đúng không ạ? Đã làm rồi nhá. Vậy cô sẽ có này câu số 12 của chúng ta. James không bao giờ quên là đã từng được nhận giải nhất trong một cái cuộc thi danh giá như vậy. Vậy cô sẽ có là câu này của chúng ta có cái chủ đề người ta đề cập đến từ competition. Vậy cái này cũng là thuộc của chủ đề lớp 11. Đúng không ạ? Chủ đề lớp 11 nhá. Cô sẽ có là thực ra cả cái kiến thức của câu số 12 cũng là của chủ đề lớp 11. Đúng không ạ? Cũng là chủ đề của lớp 11 này. Thì chúng ta sẽ có công thức ở trong trường này có là anh ta không bao giờ quên là đã được nhận cái giải nhất trong một cuộc thi danh giá. Tức là anh đã được nhận rồi. Đúng không ạ? Đã rồi này. Nếu anh đã được nhận rồi chắc chắn là cô phải dùng verb in. Vậy cô bỏ đi ý C. Cô bỏ đi ý A. Được không ạ? Rồi tiếp này cô sẽ còn ý B và ý D. Em thân mến tí cô có chữ đọc hiểu em nhé. Chờ cô sẽ còn ý B. Được chưa? Và ý D. Bây giờ cô sẽ có cả B và D. Bây giờ chúng ta sẽ xem như nào này. Anh ta không bao giờ quên là anh ta đã được trao giải nhất. Tức là phải được người ta trao cho anh ta, chứ không phải là anh ta tự trao. Được chưa? Nên chúng ta sẽ phải có suy ra câu này chúng ta sẽ là bị động. Trong cái phần bị động của chương trình tiếng Anh lớp 11, cô định hướng mỗi một cái câu cô nói như vậy. Các bạn nhớ lưu ý cho cô là ví dụ các bạn đang ở đâu, đúng không ạ? Cô đang giảng là đây là cái kiến thức lớp 11, thì các bạn nhớ là các bạn phải xác định chúng ta phải học cả 11 nữa. Được chưa? Cô sẽ có là bị động của to verb chúng ta sẽ phải đổi thành to be cộng verb P2. Đấy, các em lớp 11 chuẩn bị ôn học kỳ như này rồi. Bị động của verb in là being cộng verb P2. Vậy thì cô sẽ có câu này dịch là đã tức là phải dùng verb in, mà bị động của verb in phải là being verb P2. Vậy cô sẽ chọn được câu 12 đáp án là ý B. Xong chưa? Xong câu số 12 xin bạn di chuyển được cô sang câu 13. Vậy là chúng ta sẽ có là từ câu số 15 đến câu từ câu số 5 đến câu số 12 của chúng ta là bài tập về phần ngữ pháp này. Được chưa? Ở tiếp này cô sẽ có câu số 7 của chúng ta thì sao? Nhìn như cô đáp án này. Electricity. Đúng không ạ? Electricity.
Toàn bộ cái phần mà cô vừa chữa từ câu số 1 đến câu số 12 vẫn là của chương trình cũ đấy nhá, chưa có chương trình mới tí nào đâu, đúng không ạ? Câu số 13 chúng ta sẽ có là electricity, electrify, electric. Vậy chúng ta sẽ có, đây chính là kiến thức về từ loại. Từ loại thì cô đã dành cả hè để livestream cho các bạn rồi, không biết các bạn còn nhớ không? Đúng không ạ? Rồi. Chưa, chúng ta sẽ có này, cái phần từ loại này có thể các bạn sẽ có thể áp dụng nó như một cái quy tắc về ngữ pháp cũng được, bởi vì cô đã dạy các bạn phần này rồi, đúng không ạ? Để làm được, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ save là động từ. Vậy chúng ta sẽ có là save something, đúng không ạ? Tiết kiệm cái gì vậy? Tức là cái này nó sẽ phải cộng với danh từ cơ. Có rất nhiều bạn xác định là động từ phải đi với trạng từ nhưng không phải, đúng không ạ? Cái này dịch là gì nhỉ? Tiết kiệm cái gì vậy, nó phải là danh từ. Nếu là danh từ chúng ta sẽ có đáp án của câu số 13 là ý a. Giờ đáp án của câu 13 là ý a. Tại sao cô xác định được ý a? Đuôi ti là đuôi của danh từ. Đúng không ạ? Đuôi fi là đuôi của động từ. Đuôi ic là đuôi của tính từ và đuôi là đuôi của trạng từ. Làm sao cô biết được như này thì các bạn nhớ là các bạn, nếu như bạn nào theo dõi cô từ hè thì cô đã từng dạy cho bạn chuyên đề về từ loại rồi. Kể cả trong nhóm chuyên đề 2 chúng ta cũng được học cái này rồi, đúng không ạ? Hoặc là kể cả đầu năm học cô cũng đã livestream lại phần này rồi, đúng không ạ? Thế còn những bạn nào mà đến phần này mà các bạn vẫn chưa hiểu tại sao cô đang xác định được như vậy, tại sao cô nhìn vào cái đuôi này cô biết nó là cái gì, thì các bạn nhớ cho cô là học lại cho cô trong 25 chuyên đề ngữ pháp. Lúc trước lúc các bạn đang xem bóng đá thì cô có viết một bài phân tích toàn bộ kiến thức mà các bạn phải tập trung vào ấy ạ, thì có chuyên đề về phần từ loại này rồi, các bạn nhớ học lại cho cô. Cô sẽ có này, câu số vậy 13 của cô vẫn xác định câu đấy là phần ngữ pháp chứ không phải từ vựng. Cô sẽ có câu 14 của chúng ta này. Chờ, câu số 14 của chúng ta, đây là một câu về từ vựng. Đây là một câu về từ vựng. Nếu như bạn nào học chắc về collocation là cụm từ cố định, em có thể xác định câu 14 là cụm từ cố định cũng được. Giờ, cô có ý A từ gain là đạt được. Ý B từ này nghĩa là nhận, đúng không ạ? Ý C là cải thiện, improve là cải thiện. Về đây từ range nghĩa là tăng lên, gây quỹ. Vậy chúng ta sẽ có là tăng học phí có thể khiến cho rất nhiều học sinh không còn muốn đi học đại học. Trong hai câu này chúng ta có cấu trúc là discourage somebody from, đúng không ạ? Làm cho ai đó cảm thấy chán nản. Vậy chúng ta sẽ có là như cái câu số 13 của cô với electricity sẽ là chủ đề về energy, đúng không ạ? Thì câu số 14 của cô sẽ là chủ đề về education của lớp 12. Đấy nhá. Vậy cô sẽ có là tăng học phí, cô sẽ dùng cụm từ đó là raise. Xong chưa? Xong câu 14 này. Được chưa? Thế mà xong câu 14 chuyển cho cô sang câu 15 này. Câu 15 của cô không bao giờ gọi câu này là câu về từ vựng. Câu 15 của cô chính là về collocation. Đấy, vậy đây chính là cái collocation đầu tiên. Có rất nhiều bạn hỏi cô là cô em thấy đề ít collocation có 3-4 câu thôi, đúng không ạ? Nhưng mà em phải nhớ là em học cả một cái chuyên đề thì với sự phối thì. Đến phải nếu như trong cái cuốn sách ngữ pháp của cô nó phải tầm đến gần 50 trang ấy, đúng không ạ? Nó mới vào có đúng một câu. Thế thì collocation, cái phần collocation này của chúng ta có đến 3-4 câu, chưa kể tí nữa trong chữ bài đọc cô sẽ chỉ cho em tiếp là collocation còn xuất hiện cả trong bài đọc nữa, đúng không ạ? Thì bạn sẽ làm như nào? Thì bạn nhớ cho cô là những bạn nào mà có xác định mục tiêu là 8, từ 8 trở lên trong kỳ thi, tức là những bạn nào mà xác định thi đại học thì nhớ tập trung vào collocation cho cô. Chứ là câu số 15 của chúng ta, nếu như em biết cái cụm từ này khoanh được ngay còn thấy nó vô cùng dễ. Đó là cụm từ do harm to something, somebody, gây hại cho ai. Vậy cô sẽ chọn được câu số 15 đáp án là ý B. Đúng không ạ? 15 ý B xong chưa? Câu này của chúng ta trong cái chủ đề về Healthy and Longevity, đúng không ạ? Của chương trình tiếng Anh mới. Rồi, xong câu số 15, xin mời sẽ chuyển cho cô câu 16 này. Câu 16 không xác định đây là câu về từ vựng. Nghe này, không xác định câu từ vựng nhé. Nếu như bạn xác định câu 16 là một câu về từ vựng, bạn sẽ làm rất vất vả câu 16, thậm chí bạn còn sai câu 16 đi chăng nữa. Cô nghĩ là từ câu số 1 đến câu 12 có thể dễ. Câu số 13 có thể nhiều bạn nhầm, nếu bạn xác định động từ đi với trạng từ thì 13 có thể nhầm. Câu 14, nếu như các bạn không biết từ vựng, các bạn sẽ có thể làm sai, đúng không ạ? Câu 15 không biết cụm từ cố định sẽ làm sai. Nhưng mà câu 16, cô nghĩ là các bạn làm câu này các bạn sẽ chật vật. Tại sao các bạn lại chật vật với câu này này? Câu số 16, cô sẽ có, nếu như bạn xác định bằng từ vựng, chúng ta thấy có IA từ degree, nghĩa là bằng cấp. Cái này trong chủ đề về education của sách giáo khoa tiếng Anh 12, đúng không ạ? Từ degree là bằng cấp này, từ certificate cũng nghĩa là chứng chỉ bằng cấp. Thậm chí từ diploma cũng nghĩa là bằng cấp, đúng không ạ? Từ qualification là trình độ, có chăng là bỏ được anh điều đầu tiên. Chờ bây giờ câu số 16 mình thấy là nếu như bây giờ mình mà xác định câu này bằng từ vựng thì mình sẽ chết mệt, đúng không ạ? Cô phải nói thật là chết mệt. Bởi vì đôi khi chúng ta còn chẳng hiểu mấy cái từ này nó khác gì nhau. Vậy chúng ta sẽ có này, cuối của một khóa học đào tạo thì mỗi một người tham gia sẽ được tặng, chúng ta có cấu trúc to be presented with, được tặng, đúng không ạ? Được trao tặng một cái chứng nhận là đã kết thúc khóa học. Vậy nếu như bạn tra ở trên Google, đúng không ạ? Nếu bạn tra trong từ điển, bạn sẽ thấy nó có một cụm từ như sau. Đó là cụm từ a certificate. Được chưa? A completion.
Nhớ này, đây tính nó bằng một cụm từ cố định. Nếu bạn không tin, bạn có thể tra luôn, bạn sẽ thấy, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có, cái này của cô sẽ phải tính nó là một cụm từ cố định, chứ không tính nó là từ vựng, nhớ nhá. Vậy là cô đã có, cái này là từ cụm từ cố định này, cái này cũng là cụm từ cố định rồi. Nhớ cái A Certificate of Completion, từ đây nghĩa là gì ạ? Nghĩa là giấy chứng nhận, đúng không? Tốt nghiệp. Vậy cô sẽ chọn được câu 16, đáp án là ý B, hai câu cụm từ cố định rồi nhá. Tiếp này, bây giờ em sẽ chuyển được cô sang câu 17. Câu 17 của cô là một câu về từ vựng. Tại sao cô lại bảo về từ vựng? Bốn đáp án của cô đều là trạng từ, đúng không? Đều là trạng từ này. Cô sẽ có ý A từ redundantly, nghĩa là dư thừa. Được chưa? Cái này của cô ta sẽ là dư thừa. Được không ạ? Tiếp này cô sẽ có ý B intensively, từ đấy nghĩa là mãnh liệt. Đúng chưa? Mãnh liệt nhá. Tiếp này cô sẽ có ý C, từ này bằng từ slightly. Đúng không? Từ này nghĩa là gì ạ? Nhẹ nhàng, đúng không? Tiếp này cô sẽ có ý D, đúng không? Ý D chúng ta sẽ có, chờ, ý D cô sẽ có từ đấy có nghĩa là vượt quá. Chờ, từ này có nghĩa là vượt quá. Vậy cô sẽ có là cái mức độ ô nhiễm mà vượt quá cái mức cho phép thì sẽ là một cái vấn đề gây đau đầu cho chính phủ. Vậy cái câu này của chúng ta trong cái chủ đề về conservation, chủ đề về gì nhỉ? Chủ đề về, nên chúng ta sẽ chủ thuộc với cái chủ đề đó, chủ đề về conservation hoặc là environment, chủ đề về môi trường, đúng không ạ? Vậy cô sẽ chọn được câu 17, đáp án sẽ là ý D. Xong câu số 17, câu số 18 của cô lại là một anh collocation nữa. Nếu không học collocation thì các bạn sẽ bỏ mất 3 câu. Đúng không ạ? Bỏ mất 3 câu về collocation, mất 0,6 điểm rồi. Chờ, mất 0,6 điểm rồi. Nó mất nhiên 0,6 điểm rồi, còn chưa kể là những xác suất em còn sai những câu nào nữa. Được chưa? Thì cô sẽ có lại với câu số 18, chỉ cần thừa nhận cho cô cụm từ như sau. Được, chúng ta có một cụm từ cố định, thừa nhận cụm từ đấy là chúng ta làm được. Dạ, cô có cụm từ là leave nothing to chance, nghĩa là gì? Không để ra, không để có bất cứ sai sót gì, đúng không ạ? Không để có bất cứ sai sót gì. Như vậy chúng ta sẽ có là những cái người tổ chức sự kiện phải lên kế hoạch mọi thứ một cách cẩn thận để mà không để ra có bất cứ sai sót gì. Vậy cô sẽ chọn được đáp án của câu 18 là ý D, đúng không ạ? Cái này trong chủ đề về celebration của tiếng Anh lớp 11. Ok, xong 18 chưa? Ok, được 18 câu chưa? Được 18 câu thì cô sẽ đánh giá này. Trong đề đấy của cô có những câu này khó này. Chờ, cô sẽ có là câu số 15 khó nếu như em, đúng không ạ? 15 khó nếu như em không biết cụm từ đấy. Chờ, câu số 16 khó, đúng không ạ? 16 khẳng định là khó. Câu 10 tiếp theo của cô là câu 18 khó. Vậy là cô thấy có 3 câu khó rồi, đúng không ạ? 3 câu khó rồi nhá. Vậy chúng ta thấy là cô chữa từ lấy đến giờ, nếu mà thực sự khó thì chỉ có 3 câu này. 3 câu này khó thôi, chứ còn thực ra cũng chưa đến mức khó quá, đúng không ạ? Rồi, xong rồi em sẽ chuyển cho cô sang trang 2 của chúng ta này. Bài tập, nếu như các bạn sợ bài tập phát âm và trọng bài tập về đồng nghĩa trái nghĩa thì bạn thấy là đề này nó lại đồng nghĩa trái nghĩa lại dễ kinh khủng, đúng không ạ? Năm ngoái cô đã từng hỗ trợ các anh chị 2K bằng phương pháp như sau. Cô đã từng nói với các anh chị 2K như sau, đúng không ạ? Đó là như này. Em thân mến, nếu như mà bài tập đồng nghĩa trái nghĩa mà cứ nếu em biết cái từ đó mà em chọn được đáp án luôn thì lại không phải là đồng nghĩa trái nghĩa, đúng không ạ? Không phải đồng nghĩa trái nghĩa. Bởi vì sao ạ? Cái người ta nếu như đơn giản như vậy thì tại sao người ta không cho em cái từ đó và họ bảo em là hãy ghép nó vào cái từ kia luôn, làm sao người ta phải cho mất ngữ cảnh của câu để làm gì? Thực ra mục đích của bài tập đồng nghĩa trái nghĩa là họ muốn em đoán nghĩa của từ qua ngữ cảnh của câu và chọn được đáp án cơ, được chưa? Vậy cô sẽ có này, the discovery là sự phát minh ra, đúng không? Sự khám phá ra một hành tinh mới được làm sao là một cái breakthrough, một cái khám phá quan trọng trong ngành du hành vũ trụ. Vậy cô sẽ có này, câu từ regard được nghĩa là được xem như, coi như. Chưa, câu từ này nghĩa là xem như, coi như. Được xem như là, được coi như là. Vậy cô sẽ chọn được này. Ý A từ promise là hứa, không phải, đúng không ạ? Ý B là nghi ngờ, không phải. Ý D refuse là từ chối, không phải. Vậy cô sẽ chọn đáp án là ý C, consider, xem xét. Đây chính là chủ đề về Space Congress. Đúng không ạ? Chủ đề về du hành vũ trụ. Vậy em thấy là từ nãy đến giờ cô chữa là chủ yếu là toàn trong chương trình sách cũ thôi, chứ chưa có chương trình sách mới nhiều. Vì vậy mà những bạn nào đang học theo cái chương trình sách mới thì các bạn phải cực kỳ cố gắng, vì các bạn phải vừa học cả sách cũ vừa học cả sách mới nữa. Rồi xong nhé. Xong câu số 19, em sẽ chuyển được cô sang câu 20 này. Câu 20 mãi mới thấy nó là praise verb, đúng không ạ? Mãi mới thấy praise verb của chúng ta. Được chưa? Mãi mới thấy praise verb này. Được chưa? Cô sẽ có này. Câu này chúng ta có thể không biết cái cụm từ get around là gì, chúng ta dùng nó qua ngữ cảnh của câu. Mary cuối cùng đã có thể xoay sở để mà làm sao, cuối cùng thì cũng đã làm sao bố mẹ cho cô ta tham gia vào một cái chuyến đi 3 ngày với bạn cùng lớp. Bạn có nhìn thấy từ excursion đúng không ạ? Excursion sẽ chính là chủ đề của bài số 6. Chứ là bài số 6 của tiếng Anh lớp 10. Đấy, có dính một tí lớp 10 vào đấy. Yeah. Vậy chúng ta sẽ có là ở chương trình lớp 10 trong cái bài đó chúng ta có cái cấu trúc đó là persuade somebody to do something, thuyết phục ai đó làm gì.
Đấy, thì cô sẽ có là anh ta cuối à cô ta cuối cùng cũng đã thuyết phục được bố mẹ khó tính của cô ta cho cô ta đi tham gia một chuyến đi, đúng không ạ? Với bạn cùng lớp, vậy cô sẽ chọn được câu số 20 là ý B. Đúng không ạ? 20 là ý B nhé. Persuade somebody to verb, thuyết phục ai đó làm gì. Ý A là permit hoặc là somebody to verb, cho phép ai đó làm gì. Bằng công thức let somebody cộng verb nguyên dạng. Cái này trong bài số 1 của tiếng Anh lớp 11 chương trình cũ có, đúng không ạ? Tiếp này, offer, nhớ cho cô là offer thì đi với to verb, không có somebody vào giữa, đúng không ạ? Hoặc là offer somebody something, tặng cho ai đó cái gì. Thì chúng ta sẽ có là toàn bộ cái phần cấu trúc ABCD này ở trong cái chương trình đó là bài số 3, bài số 4 của tiếng Anh lớp 11 chương trình cũ là có hết nhá. Được chưa? Xong chưa? Xong rồi các bạn đã chuyển cho cô sang tiếp này. Từ câu số 21, câu số 22. Các bạn thân mến, các bạn thấy cô chữ như vậy có nhanh quá không ạ? Ok, các bạn thân mến, các bạn thấy cô chữ như vậy có nhanh quá không ạ? Nếu nhanh quá thì cô sẽ dừng lại một chút để cho các bạn thảo luận ạ. Các bạn có thấy cô chữ như vậy là nhanh quá không ạ? Mỗi một cái phần câu cô chữ thì cô đều nhắc là cái kiến thức đấy nó ở đâu, đúng không? Để cho các bạn có định hướng là ôn. Vậy là các bác ở bộ các bạn nói đúng đấy ạ, có cả lớp 10, có cả lớp 11 và có cả lớp 12. Nhưng mà riêng môn tiếng Anh của mình thì cô thấy là kiến thức của nó gọi là gối nhau hết, đúng không ạ? Nếu em không học được cái trước thì chẳng học được cái sau. Vì vậy mà chúng ta chả bỏ được phần nào cả. Ở trong cái phần gì nhỉ? Trong cái phần mà trong tổng số 25 chuyên đề ngữ pháp mà cô cho các bạn ấy thì cô có bỏ một số cái chuyên đề sau ạ, có một bỏ một số cái chuyên đề sau. Được chưa? Nên các bạn nhớ cho cô là cái chuyên đề đấy, đúng không ạ? Cái chuyên đề đấy các bạn có thể tham khảo qua cũng được, đúng không? Ví dụ nhá, các bạn xem này, trong cái cuốn 25 chuyên đề ngữ pháp tập 2 của cô, đúng không ạ? Thì bạn thấy là theo cái cô giống trong cái đề minh họa của bộ này thì có cái chuyên đề sau này, chuyên đề về lượng từ là không có trong đề của bộ. Đấy, thì các bạn có thể là cô không khuyên là các bạn bỏ, vì nhỡ giả sử chả may xong này nó vào thì để bảo cô tủ lệch cho các bạn, đúng không ạ? Thì bạn có thể là cái chuyên đề bạn đọc học qua cho cô, không không cần học sâu, đúng không ạ? Vậy riêng cái tập 2 của cô chỉ có mỗi chuyên đề lượng từ là không có thôi, đúng không ạ? Thế còn chuyên đề tập 1, các bạn nhớ cho cô là chuyên đề tập 1 thì các bạn sẽ bỏ cho cô một số cái chuyên đề sau. Đúng không ạ? Còn đâu các bạn học hết cho cô nhé. Được chưa? Chuyên đề tập 1 thì các bạn sẽ bỏ được khá khá một tí, đúng không ạ? Chuyên đề tập 1 thì có cả pronunciation chứ, đúng không ạ? Chuyên đề 1 thì bạn sẽ bỏ cho cô chuyên đề sau này. Chuyên đề về sự và về thì không thể có, bỏ được, đúng không ạ? Động từ quyết thiếu có, đúng không ạ? Cụm động từ có, thức giả định có, danh động từ còn vào những ba câu cơ, đúng không ạ? Câu hỏi đuôi không có em nhé, không có câu hỏi đuôi. So sánh có, không vào trật tự của tính từ. Vậy chúng ta có thể bỏ được hỏi đuôi và bỏ trật tự của tính từ, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có này. Các bạn thân mến, nếu như theo đề như đề minh họa như này thì có lẽ là cô Trang Anh sẽ phải tăng cường dạy ngữ pháp cho các bạn, đúng không ạ? Nếu như theo đề như này có khi cô phải tăng cường dạy ngữ pháp cho các bạn. Có khi như này đi, nếu mà theo mức độ đề như này thì cô sắp tới cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn như này đi, cô sẽ hỗ trợ cho các bạn là hai buổi giải đề một tuần, chờ hai buổi giải đề một tuần nhé. Chúng ta sẽ học vào như sau, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là chúng ta có thể học một buổi giải đề vào thứ hai này, một buổi giải đề thứ sáu này, cô cũng sẽ tăng cho em là hai buổi về ngữ pháp, đúng không ạ? Hai buổi về ngữ pháp cho thêm tí ánh sáng đi à, tối à, đúng không ạ? Hai buổi về ngữ pháp thì cô sẽ cho em như sau này. Cô sẽ cho em một buổi ngữ pháp thứ ba, đúng không ạ? Xem là một buổi ngữ pháp không nào nhỉ? Cho em một buổi ngữ pháp thứ bảy đi, đúng không ạ? Bỏ 1.000 câu trắc nghiệm khó học ngữ pháp trước đi. Chờ cô sẽ cho em hai buổi giải đề, một buổi thứ hai, một buổi thứ sáu, hai buổi ngữ pháp, một buổi thứ ba, thứ bảy. Cô không biết như nào nhưng mà năm nay các bộ lại cho ngữ pháp nhiều hơn mà từ vựng thì lại cho ít hơn, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có này, bị mờ quá và tối quá, để cô xem nhá. Được không ạ? Để cô xem một chút để cô điều chỉnh, được không ạ? Permit không có to verb em ạ. À. Permit không đi vì to verb đâu em. Được không ạ? Như thế này có khi cô sẽ tăng cái ngữ pháp của em lên và tăng giải đề của em lên, đúng không ạ? Bạn nhớ cho cô là thứ hai cô sẽ như này đi. Thứ hai cô sẽ chữa cuốn cam, đúng không ạ? Thứ sáu cô sẽ chữa cuốn xanh nhá. Còn ngữ pháp thì cô sẽ thứ ba chữa tập 1 thứ, đúng không ạ? Còn ngữ pháp đây là bộ đề nhá, đúng không ạ? Thế còn ngữ pháp thì thứ ba cô chữa tập 1 đi, đúng không ạ? Thứ 3 chữa tập 1, thứ 7 chữa tập 2, tập trung cho các bạn phần này trước, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có này. Chúng ta sẽ có câu số 21 của chúng ta. Được chưa? Câu số 21 của chúng ta sẽ có như này. Chưa? Chúng ta sẽ có câu 21 của cô là bài tập tìm từ trái nghĩa. Bài tập tìm từ trái nghĩa chúng ta sẽ có như sau. Được chưa? Chúng ta sẽ có này. Câu số 21 của chúng ta, cô sẽ có từ traffic congestion. Từ đấy nghĩa là ách tắc giao thông trong những thành phố lớn. Có thể làm sao mọi người từ cái việc sử dụng xe ô tô tư, đúng không ạ? Và những giờ cao điểm. Vậy cô sẽ có này, cái câu này chúng ta phải đoán nghĩa được là nếu mà ách tắc giao thông sẽ khiến cho mọi người làm sao ngăn cản mọi người. Cô có thể suy ra cái từ đấy nghĩa là ngăn cản. Được không ạ? Em thân mến, những cái mà cô vừa nói với em là chương trình ngoài nhóm của cô đấy, không phải trong nhóm đâu ạ. Trong nhóm của cô thì có mỗi thứ tư, thứ năm với chủ nhật thôi, đúng không ạ? Thứ tư là nhóm giải đề, thứ năm là chuyên đề và chủ nhật là tổng ôn. Đấy là
cái ba cái buổi này của cô là cô sẽ dạy trong nhóm, còn tất cả những lịch khác của cô là ngoài nhóm nhá, được không ạ? Rồi chúng ta sẽ có này, câu số 21 của chúng ta, quay lại câu này, bị tối quá à, để cô xem nhá. Các bạn khác có thấy tối không ạ? Tối thì cô để cô lấy thêm đèn. Ok, các bạn khác có thấy tối không ạ? Để màu này được hơn không ạ? Ok. Được không ạ? Rồi chúng ta sẽ có này. Để cô chỉnh lại đèn nhé. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ có này. Câu số 21 của chúng ta cô sẽ có là ách tắc giao thông trong thành phố lớn đã ngăn cản mọi người từ việc sử dụng, cô dịch như vậy đi, đúng không ạ? Vậy cô sẽ có này, nếu như người với từ ngăn cản chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ý C, encourage, nghĩa là gì? Khuyến khích mọi người, đúng không ạ? Người với từ ngăn cản sẽ là từ khuyến khích mọi người. Xong chưa, xong chưa? Thế vậy cô sẽ có từ prohibit là cấm, protect là bảo vệ, limit là hạn chế. Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 21, xin mời sẽ chuyển được cô sang câu số 22 của chúng ta. Câu 2 của cô là một câu về thành ngữ. Đấy, một câu về thành ngữ này, đúng chưa? Nếu câu thành ngữ chúng ta sẽ có này, ngày nay nhiều người chỉ đọc báo giấy, đúng không ạ? Ngày đó, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có là ngày nay mọi người, rất là nhiều người chỉ đọc báo giấy rất là ít. Và dịch là ngày nay người ta đọc báo giấy rất là ít. Vì làm sao họ có xu hướng truy cập vào những thông tin online. Vậy chúng ta sẽ có này. Giờ chúng ta sẽ có này. Từ đó chúng ta sẽ suy ra là once in a while nghĩa là gì ạ? Người ta chủ yếu, trong này chúng ta có cấu trúc là tend to do something, đúng không ạ? Chủ yếu làm gì? Người ta chủ yếu truy cập vào những thông tin online. Vậy thì chúng ta sẽ có là họ đọc báo giấy rất là ít. Vậy chúng ta sẽ có cụm từ once in a while bằng cụm từ sau. Và chúng ta sẽ có một cái thành ngữ như sau, đó là one in a blue moon. Được chưa? Rất là hiếm khi. Vậy cô sẽ có này, nếu như mà ngược với từ hiếm khi thì chúng ta sẽ có đáp án là ý A, regularly, đều đặn, đúng không ạ? Đều đặn, thường xuyên. Tiếp này cô sẽ có ý B, attentively, nghĩa là chú ý. Ý C, occasionally, nếu như mà đồng nghĩa chúng ta sẽ chọn ý C, thi thoảng, đúng chưa? Và ý D của cô nghĩa là một cách có chọn lọc. Vậy cô sẽ chọn được câu 22, đáp án là ý A, ok chưa? Ở xong câu số 22, xin mời em sẽ chuyển cho cô sang câu 23. Được không ạ? Xin mời em sẽ chuyển cho cô sang câu 23 của chúng ta nhé. Nào với câu số 23, các bạn sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Câu 23 với câu 24 của cô là phần tiếng Anh giao tiếp rất rất là dễ, đúng không ạ? Nào câu 23 các bạn sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Ok, rồi, chào Nhật Võ. Em cũng không hiểu là định hướng của các bác như nào, nhưng mà năm ngoái thì các bác cho 2K là sấp ngửa về từ vựng, đúng không ạ? Thì năm nay thì được chưa? Năm nay thì các bác ấy lại cho là từ vựng rất là ít. Đấy, các bạn cho từ vựng rất là ít, cho ngữ pháp lại rất là nhiều. Đấy. Nên các bạn nhớ cho cô là chúng ta cũng phải theo gọi là theo xu thế. Chứ ở câu số 23 của chúng ta, cô thấy các bạn ấy bảo là các bạn ấy chê là bộ đề tập 1 của cô dễ, đúng không ạ? Các bạn ấy muốn là tập 2 khó hơn, nhưng mà cô thấy là bộ cái đề minh họa này còn dễ hơn cả tập 1 của cô rồi, đúng không ạ? Vì tập 1 của cô thì ví dụ cái lượng câu hỏi, ví dụ như cái phần câu hỏi trong 30 năm cái câu trắc nghiệm bình thường ấy, đúng không ạ? Mà thấy là mức độ đề tương đương như bộ đề tập 1. Cái đề minh họa này tương đương như bộ đề tập 1 của cô thôi. Nhưng mà đọc hiểu của cái bộ đề minh họa, của cái đề minh họa này thì còn dễ hơn cả cái đề tập 1 của cô, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có lại câu số 23 của chúng ta. Chợ Jack mời Mary đến ăn tối, đúng không ạ? Câu này hôm qua cô vừa mới chữa. Rồi, câu này hôm qua cô vừa mới chữa ở trong nhóm giải đề 2019 của cô, đúng không ạ? Jack mời Mary đến ăn tối, chúng ta sẽ có lại bạn có muốn, Jack hỏi là em có muốn đi ăn tối, đúng không ạ? Em có muốn đi tiệc với anh vào cuối tuần này không? Bạn nhớ chưa cô là cái câu này dễ cực, có dạng câu hỏi would you like, hỏi theo kiểu lịch sự, đúng không? Thì nhớ là thích hay không thích, muốn đi hay không đi, muốn đi vẫn phải trả lời là I'd love to, em thích lắm, đúng không ạ? Cái này thích hay không thích vẫn trả lời là I'd love to, được không ạ? Nhưng mà nếu giả sử mình không thích thì đằng sau mình sẽ cho từ but, đúng không? Em thích lắm nhưng mà làm sao đây, được chưa? Hồ Trang thân mến, cô đã hỗ trợ các anh chị 99 rồi này, cô đã hỗ trợ 2K rồi này, thì cô sẽ thấy là đề minh họa với đề thi thật khung nội dung bài giống hệt nhau nên em yên tâm, được chưa? Nhưng mức độ đề khó thì có thể là sẽ tăng lên, được chưa? Vậy chúng ta sẽ có lại câu số 23 xong nhé. Câu 24 của chúng ta này. Nora và Mike đang nói chuyện về cái chương trình học ở trường, đúng không ạ? Tôi nghĩ là nghệ thuật, đúng không ạ? Môn âm nhạc, môn nghệ thuật, đúng không ạ? Môn môn hội họa, đúng không ạ? Phải là một môn học bắt buộc mới đúng chứ. Vậy đây nó sẽ chính là chủ đề về education của sách giáo khoa tiếng Anh 12 chương trình cũ này, đúng không ạ? Education.
Ở trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh 12 chương trình cũ nó có chủ đề là nó có từ là compulsory subject, môn học bắt buộc, đúng không ạ? Có từ optional subject, môn học tự chọn. Vậy thì bạn kia bạn sẽ bảo sao ạ? Môn hội họa, đúng không ạ? Giúp chúng ta phát triển trí sáng tạo. Vậy chắc chắn là phải đồng ý rồi. Đồng ý thì không chọn ý B, you must be kidding, đùa không phải, đúng không ạ? Thế này tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay thì không phải để mà nói lại là hội họa giúp chúng ta phát triển được, đúng chưa? Ở tiếp này, tôi hoàn toàn phản đối ý kiến, không phải, chúng ta sẽ chọn đáp án là ý A, I quite agree, đúng không ạ? Nếu mà các bác bộ, ở bộ các bác làm hay hơn thì các bạn hãy dùng cái cấu trúc khác của agree, cô nghĩ nó hay hơn, đúng không ạ? Rồi xong chưa? Bây giờ bạn sẽ chuyển cho cô sang bài đọc này, bắt đầu chúng ta sẽ chuyển sang phần bài đọc, được không ạ? Nào, các bạn đã sẵn sàng cho phần bài đọc của chúng ta chưa? Bắt đầu này, bài đọc điền này của cô khó, đúng không ạ? Bài đọc điền của chúng ta khó chứ không dễ, được không ạ? Bài đọc điền khó, nếu so với đọc hiểu thì đọc điền khó hơn. Với phương pháp làm đọc điền của cô Trang Anh thì các bạn cho cô như sau. Chúng ta lên nhìn cho cô vào 4 đáp án trước để chúng ta xác định xem hướng làm của chúng ta như nào. Cô sẽ có này, câu số 25 của chúng ta, cô có từ why là trong khi, however là tuy nhiên, despite là mặc dù và therefore là do đó do vậy. Vậy thì câu này của cô lại là một câu nữa về liên từ. Năm nào trong đề thi của bộ cũng có hai câu về liên từ, được không ạ? Vậy chúng ta sẽ có này, với cái câu về liên từ em xác định là em chỉ có một cách duy nhất là em phải dịch thôi, không có cách nào khác cả. Vậy cô sẽ dịch câu này như sau. Chờ dịch cho cô từ chỗ này đi thôi nhá, được chưa? Nếu như Facebook mà được tính là một quốc gia, được chưa? Được chưa? Cô sẽ có này, nếu như Facebook mà là một quốc gia thì làm sao ạ? Nó sẽ phải là quốc gia làm sao xếp thứ 3 về dân số, đúng không ạ? Về dân số, tức là có rất là nhiều người sử dụng Facebook, được không ạ? Nếu như Facebook là một quốc gia thì làm sao nó sẽ phải là quốc gia xếp thứ 3 về mức độ đông dân số. Vì vậy mà chẳng có gì ngạc nhiên là có rất là nhiều các nhà tâm lý học này, đúng không ạ? Các nhà xã hội học và những người khác, đúng không ạ? Làm sao đưa ra quan điểm của mình về những cái tác động tiêu cực lên xã hội. Vậy chúng ta sẽ có nghĩa là do đó, do vậy. Ở vị trí này cô cần một từ nghĩa là do đó, đúng không ạ? Do vậy. Vậy cô sẽ chọn được câu số 25 của chúng ta, đáp án sẽ là ý D. Xong chưa? Xong chưa? 25 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý D. Xong câu số 25 chưa? Rồi, xong câu số 25, xin mời em sẽ chuyển cho cô sang câu số 26 của chúng ta. Câu 26 em nhìn cho cô thoáng qua 4 đáp án, em sẽ suy ngay ra là câu này người ta muốn kiểm tra em kiến thức về phần đại từ quan hệ, lại là một câu về ngữ pháp, đúng không ạ? Đại từ quan hệ, được chưa? Thì chúng ta sẽ có này, đại từ quan hệ chúng ta xem cho cô như sau này. Câu số 26 của chúng ta muốn làm được câu về đại từ quan hệ, chúng ta chỉ cần làm như sau. Chúng ta căn cứ cho cô bằng từ friends, đúng không ạ? Là danh từ chỉ người. Nếu là danh từ chỉ người, chúng ta sẽ không dùng which, đúng không ạ? Không dùng which nhá. Chúng ta cũng sẽ không dùng what vì what không tính bằng đại từ quan hệ. Vậy cô sẽ chỉ còn ý B và ý D. Cả B và D, cả who và whom đều thay thế cho danh từ chỉ người. Nhưng mà sau who của cô có thể cộng chủ ngữ cộng động từ, sau who của cô có thể cộng động từ cộng tân ngữ. Thế còn whom của cô chúng ta thì sao ạ? Sau whom của cô thì chỉ có cặp đó là chủ ngữ động từ thôi, đúng không ạ? Chứ không có cặp đó là động từ tân ngữ. Vậy câu số 26 em sẽ xem cho cô như sau. Căn cứ cho cô bằng từ A của chúng ta là động từ. Vậy cô sẽ có là phía trước của động từ chúng ta cần chủ ngữ, đúng không ạ? Phía trước động từ chúng ta cần chủ ngữ nhá. Nếu cần chủ ngữ chúng ta sẽ có câu số 26, chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý B. Xong chưa? Xong câu số 26, xin mời em sẽ chuyển cô sang câu 27. Câu đấy dễ rồi đúng không ạ? Câu 27 của cô được tính là một câu khó. Vậy đây sẽ là câu khó thứ tư trong đề này của chúng ta. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Ở chúng ta sẽ có lại câu số 27 của chúng ta. Cô sẽ có từ unequal, không có liên quan tới, không tham gia, đúng không ạ? Unequal, không công bằng. Unsettled, không ổn định. Thế còn từ unfounded nghĩa là không có căn cứ. Chứ ý đề của cô từ này nghĩa là không có căn cứ. Dạ, không có căn cứ, không có cơ sở. Được chưa? Vậy cô sẽ có câu này của chúng ta này, câu 27 của chúng ta này. Tuy nhiên rất là nhiều những cái nghiên cứu đã chỉ cho rằng những cái chỉ trích về cái mạng xã hội đó thực sự là không có căn cứ. Nhớ ạ, vì sao ạ? Bởi vì có một cái ông này ông đã phát hiện ra rằng làm sao? Nó làm sao? Cái đó chính là có sự điều chỉnh, đúng không ạ? Nó sẽ giúp góp phần điều chỉnh những thanh niên. Chưa ạ? Chúng ta sẽ có là, vậy thì câu số 27 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý D, không có căn cứ. Được, 27 ý D nhá, câu này khó đúng không ạ? Câu số 28 của chúng ta, chúng ta có thể tính câu này là câu khó nếu như em có thể bị nhầm lẫn như sau. Rất là nhiều các bạn khi các bạn làm câu 28 bạn căn cứ bằng từ friend và từ with. Thế là bạn chọn ngay make friend with, đúng không ạ? Kết bạn với ai? Nhớ, make friend with nghĩa là kết bạn với ai. Nhưng mà cái câu 28 họ cho vào để lừa em thôi, không phải make friend đâu ạ. Dịch là
Live Project, cái dự án đó phát hiện ra rằng mọi người không thay thế những người bạn offline bằng những người bạn online. Vậy chúng ta sẽ có là cái này nó là thay thế người này với người kia cơ. Nên là câu số 28 chúng ta phải dùng cái cấu trúc như sau. Chờ, câu số 28 chúng ta dùng cái cấu trúc đó là substitute. Chờ, substitute somebody with somebody, something with something, thay thế ai với ai sẽ thay thế cái gì bằng cái gì. Đúng không? Vậy cô sẽ có được câu số 28 của chúng ta. Đáp án phải là ý D. Câu này rất dễ bị lừa đảo. Đúng không? Câu này là câu lừa nhá. Được chưa? Rồi tiếp này. Câu số 29 của chúng ta nhìn cho cô 4 đáp án này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có là very variety various. Vậy trong này cô sẽ có là suy ra câu này của cô sẽ là câu về từ loại. Được chưa? Làm sao biết câu đấy là câu về từ loại? Nhờ, bạn xem cho cô này. Bởi vì chúng ta có một gốc từ là từ very variety. Đúng không? Chúng ta sẽ có là nếu như về từ loại chúng ta chỉ cần xem cho cô ở vị trí này em cần từ loại là gì. Em căn cứ cho cô bằng từ why của chúng ta là tính từ. Cô sẽ có sau tính từ chúng ta cộng danh từ. Đúng không ạ? Cộng danh từ nhá. Nếu cộng danh từ chúng ta thấy là ý D có đuôi đuôi của trạng từ. Vậy chúng ta bỏ đi thì cô sẽ có ý C đuôi OS là đuôi của tính từ. Vậy cô sẽ có variety đuôi TI là đuôi của danh từ. Vậy cô chọn được câu 29 là ý B luôn. Vậy thì cái này của chúng ta nó còn dễ đến mức mà đáng lẽ bình thường nhá, trong đề họ còn có thể là cho em hai danh từ để em còn phải dịch nghĩa của câu cơ. Nhưng mà đúng ạ, nhưng mà cái câu này họ còn cho đơn giản là cho luôn cả động danh tính trạng luôn, chẳng phải dịch tí nào cả. Được. Câu số 29 em có thể xác định bằng từ loại hoặc em có thể căn cứ đây bằng một cụm từ cố định. Chúng ta có cụm từ đó là cụm từ a wide variety. Chưa, cụm từ đấy nghĩa là nhiều bằng gì ạ? Bằng many. Nghĩa là nhiều, đúng không ạ? Cái này nếu mà tính như thế thì có thể thêm cái chuyện đề, chuyên đề đó là chuyên đề về lượng từ. Xong chưa? Xong rồi cô sẽ chuyển sang phần bài đọc nhé. Các bạn sẽ chuyển cho cô sang phần bài đọc của chúng ta này. Rồi, các bạn sẽ chuyển cho cô sang phần bài đọc của chúng ta nào. Bài đọc này đang với các bộ đổi, các bác ở bộ các bác đổi mới, đó là các bác ấy cho, các bác ấy cho phần bài đọc của chúng ta là có một bài đọc 5 câu, đúng không? Một bài đọc 5 câu rất là nhẹ nhàng. Chúng ta nhìn cũng rất là sướng rồi, bởi vì sao ạ? Nó rất là ngắn, đúng không ạ? Nó rất là ngắn. Chúng ta sẽ có này. Với cái bài đọc chúng ta sẽ làm bằng phương pháp đọc của cô Trang Anh để được nhiều, để được tiết kiệm thời gian này. Với bài tập đọc hiểu mà theo cách làm của cô Trang Anh là các bạn sẽ làm như sau: đọc qua cho cô một số câu, được chưa? Đọc qua cho cô một số câu để xem chủ đề của đoạn văn là cái gì. Thì các du khách đến London thì sẽ bị choáng ngợp bởi những sự lộng lẫy của cái thành phố được xếp hàng là cổ nhất này, đúng chưa? Rồi tiếp này, và làm chúng ta sẽ có là và ngưỡng mộ những cái tượng đài như là Big Ben này, đúng không ạ? Cung điện Buckingham này. Tuy nhiên thì du khách mà muốn tìm kiếm cái nhịp độ thông thả của thành phố chúng thì có không nên bỏ lỡ đó là cái chợ Portobello này. Yeah. Vậy chúng ta sẽ có là vậy câu đấy của chúng ta, đúng không ạ? Câu đấy của chúng ta. À, từ đấy chúng ta sẽ suy ra được cái này nó sẽ thuộc về cái chủ đề về Wonder of the World. Đúng không ạ? Thuộc chủ đề về Wonder of the World. Chờ, hoặc là trong chương trình sách mới thì nó có là thuộc cái chủ đề về cities. Chờ, chủ đề về cities, chủ đề về thành phố, đúng không ạ? Ở trong chương trình sách mới là có chủ đề này. Vậy chúng ta sẽ có là sau khi chúng ta xác định được như vậy, dịch áng áng thôi em, không cần dịch kỹ vì chúng ta là đọc hiểu mà. Nhờ cô sẽ có này. Câu số 30 của chúng ta, chủ đề chính của đoạn văn này là cái gì? Nhờ bạn xem cho cô này. Chủ đề chính của đoạn văn này là cái gì? Các bạn xem cho cô. Với cái dạng câu hỏi về chủ đề chính của đoạn văn này, chúng ta có thể là chúng ta chỉ cần đọc cho cô phần thông tin đầu tiên của đoạn văn thôi để chúng ta biết chủ đề chính của đoạn văn là cái gì. Nếu đọc hết các phần thông tin đầu tiên của đoạn văn mà không biết chủ đề là gì, chúng ta sẽ để cô lại xuống cuối. Thì cô sẽ có này. Câu này chúng ta sẽ nói về gì ạ? Về London. Đúng ạ. Và cụ thể hơn, người ta muốn nói về cái gì đấy? Về một cái chợ này. Đúng không? Cái chợ đấy được biết đến là cái chợ mà có nhiều khách du lịch ở London đến nhất. Và đấy cho cô là cả một cái bài đoạn văn ở bên dưới, nó đều, tất cả những đoạn văn bên dưới đều nó nhắc đến từ Marquee. Vậy từ đó chúng ta sẽ suy ra được câu 30 của chúng ta đáp án là ý C, chợ, đúng không? Xong câu số 30, xin mời sẽ chuyển cho cô sang câu 31 của chúng ta. Rất là dễ đâu nhé, phần này cô chữa rất là nhanh. Câu 31 này với dạng câu hỏi có according to, chúng ta hoàn toàn có thể đọc gióng thông tin để làm. Nói nhá, để đọc gióng tin các bạn phải gạch cho cô từ khóa. Vậy từ khóa chúng ta sẽ có là căn cứ cho cô bằng từ Portobello Market này, have feature, rồi cho in all of the following except. Vậy chúng ta sẽ có là tìm cho cô, gióng cho cô thông tin trong bài có chỗ nào nó đề cập đến từ feature, từ này rất là đặc biệt. Nếu đề đọc hiểu dễ thì đề trong bài của nó sẽ có sẵn từ đấy luôn. Còn nếu đề đọc hiểu khó thì trong bài nó có thể đổi bằng một từ khác. Vậy chúng ta thử xem cho cô xem. Thì chúng ta sẽ có này, trong câu này của chúng ta xem nào. Được rồi, à chúng ta thấy nó có sẵn từ feature rồi, đúng không ạ? Giống được luôn. Chờ chúng ta sẽ có là, nó sẽ có làm sao, nó có xuất hiện, đúng không ạ? Ở trong cái chợ này đã từng có xuất hiện ở trong rất là nhiều những bộ phim là một này, trong những bộ phim tài liệu là hai này, và trong những cuốn sách best selling books, những cuốn sách bán chạy nhất. Vậy chúng ta xem này,
Chúng ta thấy là trong bộ phim có, đúng không ạ? Rồi, tiếp này. Trong phim tài liệu có, đúng không ạ? Trong sách có. Vậy thì câu 31 chúng ta chọn đáp án là ý D. Vô cùng đơn giản, đúng không ạ? Câu 32, câu này là một câu mà không bao giờ được bỏ, kể cả học sinh mất gốc cũng không được bỏ. Câu 32 của chúng ta, người ta hỏi từ dây là gì, chỉ cần đọc phần âm trước là biết từ đấy nghĩa là gì. Vậy nó đọc cho cô câu sau, đọc cho cô mỗi một cái câu bắt đầu từ đây trở đến đi trở đi thôi nhé. Chưa, nó dịch là dường như rằng cả người mua và người bán đều mong chờ đến cuối tuần khi mà họ có thể gặp nhau và thoát khỏi những cái nhịp sống nhanh mau lẹ của thành phố, đúng không ạ? Ở cái chỗ này. Vậy cô sẽ có là họ có thể gặp nhau, họ là ai? Là người mua và người bán. Yeah. Vậy cô sẽ chọn được câu 32, đáp án của chúng ta là ý C. Xong chưa? Xong câu số 32, xin mời em sẽ chuyển cho cô sang câu 33 của chúng ta này. Yeah. Câu 33 của cô đây là dạng câu hỏi làm sao điền khuyết thông tin. Cô gọi, nếu như các bạn ở trong nhóm, có rất là nhiều bạn đang xem chương trình livestream của cô là trong nhóm giải đề 2019 đúng không ạ? Nhóm giải đề với nhóm tổng ôn thì cô gọi đây là cái phần điền khuyết thông tin. Các bạn mà đã theo cô ở trong các nhóm đi, các bạn thấy là phần bài đọc này các bạn làm ngon đúng không ạ? Vì cô dạy các bạn rất là nhiều kỹ năng rồi. Thế chúng ta sẽ có này. Với cái dạng câu hỏi điền khuyết thông tin, chúng ta sẽ tìm cho cô, gạch cho cô từ khóa để từ đó chúng ta gióng thông tin vào trong bài được ra được. Đúng không ạ? Dịch là du khách đến những cái khu vực đúng không ạ? Bán đồ cổ có thể bị choáng ngợp bởi cái gì? Cô thấy các bác ở bộ là các bác cái gia đề nó gọi là rất là yêu thương các em 2K1. Bởi vì sao ạ? Cô thấy là không có bất cứ đổi một từ nào cả. Nhờ cái từ trong câu hỏi như nào thì lại áp nguyên vào trong bài được như thế. Em xem cho cô trong này. Chờ bạn xem cho cô trong này, chúng ta tìm thấy luôn nhá, đúng không ạ? Thông tin ở đây. Các du khách có thể cảm thấy bị choáng ngợp bởi vì có đến hơn 1.000 gian hàng đồ cổ đấy, từ khắp mọi nơi của Anh. Vậy cô sẽ có suy ra được đáp án của câu 33 sẽ là ý C. Có rất là nhiều những cửa hàng đồ cổ ở đó, đúng không ạ? 33 ý C chưa? Dễ vô cùng đúng không ạ? 34 lại hỏi một từ vựng này, đúng không ạ? Đây là một câu về từ vựng. Cô sẽ tính cái này cũng là từ vựng này, đúng không ạ? Người ta hỏi cái từ này nghĩa là gì? Thực ra từ này đến cả bản thân cô mà gặp lần đầu mình cũng sẽ không biết. Nhưng không sao, được chưa? Chưa? Thì chúng ta sẽ không sao, chúng ta có thể dùng ngữ cảnh của câu để chúng ta có thể đoán nghĩa được cái từ đấy. Nhưng chúng ta có là khi mà mệt mỏi từ cái việc khám phá chợ, đúng không ạ? Du khách có thể dừng lại, drop into, dừng lại ở những cái cửa hàng ăn để mà thưởng thức những món đồ Ấn Độ, món Ấn Độ, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có là chúng ta suy ra từ đấy nghĩa là thưởng thức. Vậy thì câu 34 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý C, enjoy. Xong chưa? Xong câu số 34 chuyển cho cô sang bài tập đọc hiểu thứ hai nhá. Bài đọc hiểu thứ hai thì câu 35 đến câu 42 phần này khó, đúng không ạ? Phần này khó thì cô sẽ chữa chậm hơn, được không ạ? Xong chưa? Chữa chậm hơn nhá. Thì cô sẽ có này. Phần này chúng ta đọc cho cô một số câu Cambridge University. Vậy chúng ta sẽ có là ngay cái câu đầu tiên, hai cái cụm từ này đã suy ra được chủ đề của đoạn văn này rồi, đúng không ạ? Trường đại học Cambridge. Chờ gì cả, trường đại học Cambridge bây giờ đang xem xét consider. Chờ, sau consider cộng với một, được chưa? Sau consider cộng một verb in. Thì cô sẽ có từ ask, từ đấy có nghĩa là cái dìu. Vậy động từ nó nghĩa là cắt xén bớt đi. Được chưa? Vậy dịch là trường đại học Cambridge, đúng không ạ? Làm sao ạ? Đang xem xét cái việc cắt giảm đi cái bài thi viết bắt buộc, cho phép học sinh sử dụng laptop hoặc là iPad thay vì đó. Bởi vì sao ạ? Sau khi giảng viên ca thán về cái việc mà chữ viết của học sinh quá xấu không đọc được, đúng không ạ? Vì giảng viên kêu là chữ viết của học sinh quá xấu không đọc được, nên là trường đang xem xét cái việc là bỏ cái kỳ thi viết đi, thay bằng đó là cho học sinh sử dụng iPad hoặc là được chưa? Hoặc là laptop để mà làm bài. Vậy chúng ta sẽ có này. Được chưa? Chúng ta sẽ có này. Vậy thì câu số 35 của chúng ta, chúng ta đọc cái đấy thôi, chúng ta làm cho cô luôn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là câu nào dưới đây sẽ là chủ đề chính của đoạn văn. Vậy câu này của chúng ta sẽ là câu hỏi về main idea. Chưa, câu hỏi ý tưởng chính của đoạn văn. Chưa, thực ra bài đọc, nếu như bài đọc này khó hơn một tí thì nó chỉ có đúng một câu này khó này, đúng không ạ? Câu 39 khó. Cả một cái bài đọc này cô chỉ thấy có mỗi một câu 39 gọi là hơi lừa đảo một tí thôi, chứ còn không có câu nào khó cả, đúng không ạ? Chưa, bình thường các bạn còn mong muốn những bài đọc khó hơn cơ. Chưa, thế cô sẽ có là chủ đề chính của đoạn văn này là gì? Cô sẽ có là trường đại học Cambridge trong cái cố gắng nỗ lực để mà làm sao cải thiện chữ viết của học sinh. Không phải, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có này, chúng ta sẽ có ý B của chúng ta là sao ạ? Trường đại học Cambridge, đúng không ạ? Đang xem xét cái việc thay đổi cái hình thức thi. Chờ, vậy chúng ta sẽ có ý C của chúng ta thì sao ạ? Ý C của chúng ta dịch là trường đại học Cambridge bị làm sao? Bị phản bác về cái việc bỏ cái bài thi viết. Vậy đây của chúng ta dịch là trường đại học Cambridge thì thay thế bài viết bằng bài thi oral. Đó là bài thi nói, đúng không ạ? Vậy cô sẽ có là đọc lại cho cô hai cái câu đầu của đoạn văn, chúng ta sẽ thấy luôn này.
trường đại học Cambridge đang xem xét cái việc bỏ cái kỳ thi viết, cho phép học sinh sử dụng laptop này, sử dụng iPad thay vì đó, bởi vì giảng viên kêu là chữ của học sinh xấu quá, không đọc được. Vậy chúng ta sẽ không chọn đáp án là ý D đâu, đúng không ạ? Họ chỉ đổi hình thức viết sang là hình thức làm bài trên máy thôi. Yeah. Nên chúng ta sẽ không chọn ý D. Như vậy chúng ta sẽ chọn được câu 35 đáp án là ý B. Được không ạ? 35 ý B xong chưa? Được chưa? Tiếp này, chúng ta sẽ có câu 36 của chúng ta theo đoạn văn số 1. Đó, theo đoạn văn số 1. Vậy với cái dạng câu hỏi của according to, chúng ta hoàn toàn đọc giống được thông tin trong bài. Theo như đoạn văn số 1 thì trường Đại học Cambridge có một lịch sử truyền thống lâu dài về cái gì? Vậy chúng ta sẽ có này, tìm cho cô trong một bài, trong bài nó có ít nhất là nó phải có từ tradition. Vậy chúng ta giống cho cô trong bài của chúng ta nó có thông tin như thế luôn, đúng không ạ? Dịch là xem nào. Các nhà, đúng không ạ? Các nhà giáo dục thì nói rằng làm sao cái xu hướng này có thể dẫn đến, đây là một cụm từ cố định này, bring an end to, chấm dứt cái lịch sử truyền thống 800 năm. Vậy làm sao? Vậy học sinh đã quá phải phụ thuộc vào laptop, vì vậy mà sẽ làm sao mất đi cái kỹ năng viết của họ. Vậy thì truyền thống 800 năm của trường này đó là bài thi viết. Nên từ đó chúng ta suy ra được câu số 36 của chúng ta, đáp án sẽ là ý B. Xong chưa? 36 ý B nhá. Xong câu số 36, xin mời sẽ chuyển cho cô sang câu 37 của chúng ta đây. Câu số 37, người ta hỏi từ đâu đấy nghĩa là gì? Nhớ cho cô là cái dạng câu này kể cả em là học sinh mất gốc, em cũng không bao giờ được bỏ câu này. Câu này em hoàn toàn có thể làm được, đúng không ạ? Câu 37 chúng ta xem cho cô là xem cái từ đấy trong bài của chúng ta đâu rồi. Đây có là những cái gì chúng ta sẽ đọc cho cô từ đằng trước, bởi vì thường người ta hỏi như này chúng ta phải đọc cho cô thông tin từ đằng trước. Và dịch là nó làm sao ngày càng khó khăn cho giám khảo để đọc được bài viết của học sinh. Vì vậy mà những cái học sinh, đúng không, những cái sinh viên mà có bài viết không thể đọc được thì bắt buộc phải quay trở lại trường trong suốt kỳ nghỉ hè để đọc câu trả lời của họ, đọc to câu trả lời của họ trước mặt hai quản lý của trường. Vậy thì chúng ta suy ra cái từ đâu đấy chính là students. Vậy chúng ta sẽ suy ra được câu số 37 của chúng ta, đáp án sẽ phải là ý B. Xong 37 ý B chưa? Xong câu 37, xin mời sẽ chuyển cho cô sang câu 38 của chúng ta. Câu 38 là một câu hỏi về từ vựng. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng ngữ cảnh của câu để chúng ta đoán được nghĩa của từ này. Giờ chúng ta xem cho cô này. Chúng ta sẽ có đâu rồi? Xem nào. Hiệu phó của trường đại học đó nói rằng, đúng không ạ? Đó là inevitable. Thật là không thể tránh khỏi cho tất cả các trường đại học sẽ làm sao? Sẽ sử dụng máy tính, chuyển sang máy tính, đúng không ạ? Vì chữ viết làm sao ngày càng xấu đi trong những năm sắp tới. Vậy cô sẽ có từ đấy của chúng ta sẽ nghĩa là suy giảm, giảm sút. Vậy chúng ta sẽ chọn được câu 38, đáp án sẽ là ý D. Được chưa? Được chưa? Xong nhá. Câu 38 bây giờ đến câu 39 của chúng ta nào. Cô cho các bạn thời gian thảo luận này. Câu 39 bạn nào chọn cho cô được đáp án đúng, và nếu đáp án đúng thì chúng ta sẽ lấy thông tin ở đâu, chúng ta hiểu như nào ạ? Nào, câu 39 của chúng ta 37 ý B rồi. Ok nào, câu 38 ý D. Câu 39 bạn sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Chờ vừa lấy cô đếm được tổng cộng là mấy câu nhỉ? 4 câu khó thì đến câu này nữa chúng ta sẽ là có 5 câu khó, đúng không ạ? 1 điểm thôi. Vậy đề này những bạn nào mà làm chắc là các bạn được 9 điểm rồi, chắc chắn rồi, đúng không ạ? Câu số 39 chúng ta là có thể được rút ra điều gì từ cái ông hiệu phó này trong đoạn văn số 3. Đấy chưa? Nhớ cho cô là đây là dạng câu hỏi infer. Câu hỏi infer là câu phải hỏi được ý tưởng của cái đoạn văn đấy, đúng không ạ? Đoạn văn đấy nhá, chúng ta sẽ có là 39 chọn ý C, đúng không ạ? 39 ý C này, cô xem là có bạn Trung Ngọc bạn chọn 39 ý C à? Ok, nên là chọn ý C. Ý C cô dịch trước này. Dịch là chữ viết của mọi người nhìn chung phản ánh cái sự thông minh và cái kỹ năng về ngôn ngữ của họ. Yeah, vậy xem cho cô xem là có phải chữ viết chính là cái mà phản ánh sự thông minh và kỹ năng ngôn ngữ, về năng lực ngôn ngữ của họ không nhé. Chúng ta đọc cho cô thông tin trong bài như sau. Yeah, đọc thông tin trong bài đi thôi. Chữ viết không cần thiết cho một cái tư tưởng vĩ đại, tiếng Anh tuyệt vời hay là trí thông minh. Vậy căn cứ vào cái thông tin đó thì cô phải bỏ được ý C đầu tiên. Chờ 39 cô phải bỏ được ý C đầu tiên, xong chưa? Thế này cô sẽ có ý D của chúng ta thì sao? Ý D của chúng ta là phần lớn bác sĩ ngày nay không còn sử dụng bảng viết tay nữa. Không có thông tin trong bài đâu ạ. Trong bài nó chỉ có câu như sau thôi ạ. Mọi người bây giờ viết như thể là họ là bác sĩ, như thể là họ là bác sĩ đang viết đơn thuốc vậy, chứ không phải đề cập đến việc là bác sĩ bây giờ viết đơn trên máy gì cả. Nên chúng ta cũng sẽ không chọn ý D. Vậy rốt cuộc là 39 cô chỉ còn A và B thôi, đúng không ạ? Ý A là những trường học thì ngày xưa có nhiều thời gian cho cái việc thực hành chữ viết hơn. Và ý B của chúng ta dịch là sao ạ? Trường học thì làm sao thất bại trong cái việc bảo tồn vẻ đẹp của tiếng Anh. Vậy chúng ta xem cho cô trong câu này chúng ta nhé. Chúng ta phải đọc cho cô thông tin trong đoạn văn sau từ đây sang này, đúng không ạ?
cái ông hiệu phó của trường đại học Buckingham nói rằng nó là không tránh khỏi cho các trường đại học, tất cả các trường đại học làm sao sẽ chuyển hướng sang bài viết máy vì chữ viết càng ngày càng xấu, đúng không ạ? In the coming year, trong ngày năm tới, chữ viết ngày càng xấu, tức là trước đây nó đẹp nhưng mà ngày càng xuống, đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta sẽ có này, vì vậy mà chúng ta phải chấp nhận cái thực tế đó, đúng không ạ? Chấp nhận thực tế đó nhé, tức là ngày xưa chúng ta có một cái khác và bây giờ chúng ta phải có cái khác, nên chúng ta phải chấp nhận thực tế đó, đúng không ạ? Chữ viết bây giờ nó trở lại là sao, phải là một lựa chọn thôi chứ không phải bắt buộc, không phải là một phần của giáo dục nữa, đúng không ạ? Vì cuộc sống bây giờ thay đổi nhanh mà, được chưa? Cuộc sống quá bận rộn, người ta viết như thể là chữ viết của bác sĩ vậy. Vậy chúng ta sẽ chọn được câu số 39 của chúng ta, đáp án sẽ phải là ý A, đúng không ạ? Ngày xưa có nhiều thời gian để luyện chữ hơn. Câu số 40, câu này dễ này, là một câu về từ vựng, đúng không ạ? Câu này của chúng ta là một câu về từ vựng nhé. Nếu một câu về từ vựng, chúng ta xem cho câu này chúng ta như sau. Được rồi, chúng ta sẽ có là câu này chúng ta xem cho cô như sau này, xem nào. Cái bài này của chúng ta, Dr. Jane, tiến sĩ Jane, đúng không ạ? Của trường đại học đấy thì làm sao? Đang quan ngại rằng cái việc bỏ bài thi viết ở trong trường đại học có thể làm giảm cái áp lực chương trình trong cái khối tiểu học và khối trung học cơ sở. Tức là khối như thế thì khối tiểu học với khối trung học cơ sở sẽ không phải luyện chữ cho học sinh nữa. Vậy chúng ta sẽ suy ra cái từ scramping đấy, nghĩa là bỏ. Vậy cô sẽ chọn được câu 40, đáp án sẽ là ý B, ý đi nghĩa loại bỏ, đúng không ạ? Rồi, tiếp này cô sẽ có câu số 41 của chúng ta. Như được đề cập trong đoạn văn số 4, chữ viết có thể làm gì? Đây chính là dạng câu hỏi điền khuyết thông tin. Như cô chia sẻ với em ở phần trước, đúng không ạ? Điền khuyết thông tin. Như cô chia sẻ với em phần trước, đó là dạng câu hỏi điền khuyết thông tin. Em có thể đọc gióng thông tin trong bài làm suy ra được. Chữ viết có thể làm gì? Vậy xem cho cô là trong đoạn văn số 4, đoạn văn số 4 đây, đúng không ạ? Trong đoạn văn số 4 này, cô sẽ có như sau này. Nó là quan trọng rằng mọi người phải tiếp tục viết bài. Vì viết bằng chữ viết, đúng không ạ? Viết chữ viết này chúng ta có cụm từ luôn. Writing by hand, sẵn ở trong đấy luôn, chúng ta gióng luôn. Nhận, cô sẽ có là writing by hand improve memory, đúng không? Cải thiện trí nhớ và làm sao? Điều chỉnh cái mức độ hiểu bài và ghi nhớ thông tin. Vậy từ đó cô sẽ suy ra được đáp án của câu số 41 sẽ là ý A, làm củng cố khả năng ghi nhớ thông tin. Xong câu 41, xin mời sẽ chuyển cho cô sang câu 42 của chúng ta. Câu 42 là cái nào dưới đây đúng theo đoạn văn này? Được chưa? Chúng ta sẽ có là trường đại học Cambridge, đúng không ạ? Cái đột phá những cái gọi là cái hướng chuyển hướng của trường đại học Cambridge, được không? Trong cái việc bỏ chữ viết đấy thì làm sao sẽ tạo ra một cái gương, đúng không ạ? Chưa từng có trong cái cho những trường khác noi theo. Chứ thực tế là chưa có trường nào noi theo cả. Được chưa? Nó chỉ là người ta quan ngại rằng có thể là các trường khác cũng sẽ noi theo thôi, nên ý A không đúng. Được chưa? Ý B thì sao ạ? Xem nào. Cái bà Sarah này thì làm sao thừa nhận là chữ viết là một phần của nghệ thuật để mà phải làm sao phải được gìn giữ qua từng thế hệ của học sinh trường đại học Cambridge. Vậy nó đọc cho cô xem trong bài có cái thế không nhé, đúng không ạ? Nó sẽ có là bà ấy có nói đến nghệ thuật, đúng không ạ? Bà này có nói nghệ thuật, nhưng bà nói là chữ viết đang trở thành một cái nghệ thuật bị mai một dần trong số những cái học sinh của trường. Bà thêm vào làm sao ngày càng khó khăn cho các giảng viên phải làm sao đọc chữ của học sinh. Học sinh phải quay lại trường để mà đọc bài của mình lên vì giám thị không đọc được. Được chưa? Vì vậy mà làm sao cực kỳ hoan nghênh, bà lại có cái câu này, bà ấy cực kỳ hoan nghênh mà trường đang xem xét cái việc cải cách cái kỳ thi. Vậy chứng tỏ là bà ấy không quan trọng cái việc là phải bảo tồn cái chữ viết, cái bài viết, bài thi viết đâu ạ. Nên ý B chúng ta không chọn. Thế cô sẽ có ý C của chúng ta thì sao ạ? Ý C của ông này là sao ạ? Xem nào, ông hiệu phó này, ông ấy khẳng định rằng học sử dụng ngôn ngữ thì quan trọng hơn việc học viết, đúng không ạ? Chúng ta tìm cho cô xem thông tin trong bài có chỗ hơi hướng là ông ấy bảo thế không? Cô xem cho cô thông tin như sau, đúng không ạ? Cô sẽ có như sau này. Đâu rồi? Ông sẽ có như sau. Đâu rồi? Chúng ta cần phải đọc cho cô từ đây trở đi đoạn. Chúng ta cần phải đấu tranh để bảo tồn những cái gì thực sự quan trọng. Những cái thực sự quan trọng đó là việc sử dụng ngôn ngữ hay là sử dụng cấu trúc đâu, cấu trúc câu đúng, chứ không phải là việc mà phải đi luyện chữ, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ suy ra được đáp án của câu 42 sẽ là ý C. Ok chưa? 42 ý C xong nhá. Xong chưa? Xong câu 42 ý C này, chúng ta sẽ chuyển cô sang câu 43 của chúng ta. Đâu ạ? Câu số 43 của chúng ta. Với câu số 43 của chúng ta này. Ok, sorry em câu 46 rồi đúng không? Ờ, sẽ chuyển cho cô sang câu 43 của chúng ta để cô xem cái đề này của cô đâu rồi đó. Ok, để cô một xíu, cô không biết cô thảo mấy cái đề của câu 43 đâu rồi. Là đây, ok, câu 43 của chúng ta đây. Chờ cô sẽ có câu số 43 của chúng ta. Bạn xem cho cô này, câu 43 rất là đơn giản, cô chữ nhanh luôn, đúng không ạ? Câu số 43 chính là bài Language Focus của đầu tiên, đó là bài trong chương trình tiếng Anh lớp 10.
Chưa, phần lấy mức phụ cấp của lớp 10 chương trình cũ nó có cái phần sau đó là trạng từ chỉ tần suất trong thì hiện tại đơn bao giờ cũng đứng trước động cơ thường và đứng sau to be này nhá. Cái này của chương trình lớp 10 này. Vậy con sẽ có ib sai sửa usually go. Go usually thành usually go, quá đơn giản rồi, đúng không ạ? Thế này, câu số 340 của chúng ta thông tin. Nó sẽ có là những cái thông tin nó có thể được tìm thấy. Vậy trong câu sẽ có là thông tin phải được tìm thấy chứ không tự tìm thấy. Vậy câu này của cô sẽ phải là câu bị động. Kiến thức về bị động của động từ khuyết thiếu bình thường. Vậy câu này chúng ta sẽ sửa bằng cách là can be found. Rất là nhiều về ngữ pháp. Được chưa? Chờ xong chưa? Ở nhà tiếp này, câu số 45 của chúng ta. Vậy bạn thấy là đề này rất rất là nhiều về ngữ pháp luôn, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có này. Câu số 45 của chúng ta, cái câu này năm ngoái trong đề thi minh họa cũng như là trong đề thi thật cũng có một câu này, đó là câu về lỗi dùng từ. Chờ, câu này của chúng ta là câu về lỗi dùng từ hay là câu là những từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh. Thì câu dịch này của cô sẽ là có rất là nhiều những cái bản, đúng không ạ? Những cái bản mà làm sao? Trong cái có rất là nhiều những cái bản bên những cái bản. Thì cô sẽ có từ entrance của cô nghĩa là lối ra vào. Thì cô phải đổi cho cô, người ta không dùng entrance đây mà dùng entries. Chờ, những cái bản ghi chép, đúng không ạ? Entries, thư mục. Nên câu giấy của chúng ta phải dùng ý B, đúng không ạ? Dùng entrance. Xong chưa? Xong chưa? Chúng ta phải dùng từ entrance chứ không dùng từ entrance. Chờ, ở trong cái bài biên tập, trong cái phần mà gọi là tái bản gần đây nhất của cái cuốn bách khoa toàn thư. Xong chưa? Ok không ạ? Rồi, chúng ta xong phần đấy của chúng ta nhá. Được không ạ? Xong phần đấy này, chúng ta sẽ chuyển cho cô sang câu 46 của chúng ta. Từ đây trở đi thì bạn sẽ thấy nó chỉ toàn... Nhờ, từ đây bạn sẽ thấy là nó chỉ toàn ngữ pháp là ngữ pháp thôi, đúng không ạ? Mà ngữ pháp thì chúng ta học nó rất là nhẹ nhàng, nó sẽ không hề khó một chút nào cả. Nhờ nào, cô sẽ có này, câu số 46 của chúng ta. Chờ, câu 46 cô sẽ có này, nhớ đổi entrance thành entries. Thế này, câu số 46 của chúng ta nhé, cô sẽ thấy là ở Việt Nam thì bóng đá thì phổ biến hơn là bóng rổ. Vậy câu này của cô sẽ là trong chuyên đề về so sánh. Yeah. Nếu như các năm trước mà đề vào thì là vào so sánh kép, nhưng mà năm nay cho vào so sánh thường thôi. Vậy so sánh thường thì cái này nó thuộc tiếng Anh lớp 10 chứ không phải lớp 12. Chứ là cô sẽ có này, ở Việt Nam thì làm sao bóng đá thì phổ biến hơn bóng rổ. Tức là ở Việt Nam thì làm sao bóng rổ không phổ biến bằng bóng đá. Đưa từ so sánh hơn về so sánh bằng 46, mình chọn được ý A luôn. Yeah. Câu số 47 của chúng ta, đây là chính là câu tường thuật này. Toàn bộ ngữ pháp hết, đúng không ạ? Câu tường thuật. Với câu tường thuật chúng ta sẽ có như sau, câu hỏi này. Với câu hỏi có từ để hỏi, chúng ta sẽ hạ cho cô từ để hỏi xuống. Sau từ để hỏi chúng ta sẽ có công thức từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Chúng ta sẽ có là từ để hỏi, sau đó cộng với chủ ngữ, đúng không ạ? Cộng với verb. Vậy cô sẽ bỏ ý A. Đấy, có bạn nào đang chuyên đề 2 đang xem không ạ? Chuyên đề 2 mình học qua cái này rồi, chắc là các bạn làm được, đúng không ạ? Thì cô sẽ có là bỏ ý A bởi vì worry sai. Tiếp này cô sẽ bỏ tiếp ý D bởi vì út sai, đúng không ạ? Út đưa A lên trước, út lên trước A là sai. Vậy cô còn B và C, ngắm cho cô xem B và C khác nhau như nào. Thế chờ, cô sẽ có này, Ken hỏi An. Thực ra câu này của cô sẽ phải là Ken nói chuyện với An, đúng không ạ? Thì cô sẽ là Ken hỏi An này. What she were, A lùi thì thành were going to do after school. Vậy 47 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý B. Câu số 48 của chúng ta sẽ là kiến thức về động từ khuyết thiếu. Kiến thức này cô đã từng live stream trong một buổi thứ 3 rất là gần đây rồi. Yeah, cô sẽ có là Sally trả cho cái chuyến đi trước. Yeah, in advance. Cụm từ đây cũng là một cụm từ cố định này. In advance nghĩa là trước. Cô ta trả cho chuyến đi trước nhưng nó là không cần thiết. Vậy chúng ta sẽ có là trong cái chuyên đề về động từ khuyết thiếu, người ta có một cái công thức như sau. Người ta dùng need cộng với have cộng verb P2. Yeah, need cộng have cộng verb P2. Giờ cái này nghĩa là gì ạ? Diễn tả một điều lẽ ra không cần thiết phải làm nhưng đã làm. Nên câu đấy chúng ta sẽ chọn đáp án là ý A. Giờ 48 sẽ chọn đáp án là ý A. Xong không ạ? Xong câu số 48, xin mời sẽ chuyển cho cô sang câu 49 của chúng ta. Chờ, câu số 49 của chúng ta này. Jennifer đã từ chối công việc đó, lời đề nghị công việc đó, và bây giờ thì cô ta rất là hối tiếc. Vậy chúng ta có thể nhớ đến cấu trúc sau. Chúng ta có cấu trúc đó là regret to verb, hối tiếc làm gì. Regretting là hối tiếc vì đã làm gì. Vậy cô sẽ có này, ý A của chúng ta là sao ạ? Cô ta hối tiếc vì đã không từ chối công việc đó. Ý A sai nghĩa rồi, mặc dù đúng về ngữ pháp, đúng chưa? Rồi chúng ta sẽ có này, ý B của chúng ta là sao? Giá mà cô ta không từ chối. Ý B có thể đúng, if only có thể đúng. Đây chính là trong chuyên đề về phần, đó là phần thức giả định, đúng không ạ? Cái này trong chuyên đề về thức giả định, đây chính là kiến thức về thức giả định này. Mỗi một cái chuyên đề cô nhắc lại như vậy, nếu các bạn thấy mình chưa chắc học lại cho cô. Nhờ chuyên đề thức giả định nhá. Giá mà, nhưng mà câu này có vẻ đúng về nghĩa, đúng không ạ? Giá mà cô ta không từ chối. Nhưng mà nếu dùng if only cho cái động từ reject ở quá khứ, thì người ta phải dùng công thức là if cộng với chủ ngữ cộng verb chia quá khứ hoàn thành cơ. Nên ý B không đúng. Nhờ ý B không đúng.
Vậy cô sẽ còn ý C và ý D. Đúng rồi, ý C và D này. Jennifer ước rằng giá như cô ta không từ chối cái công việc đó. Ý C đúng. Đây chính là phần cấu trúc của câu ước. Ước cho quá khứ, chúng ta lùi về quá khứ hoàn thành. Xong chưa? Xong rồi, xin bạn sẽ chuyển cô sang câu 50 này. Câu 50 của chúng ta này. Mai làm cha và anh ta cảm thấy có một ý thức trách nhiệm này. Cô có cụm từ felt a strong sense of responsibility towards. Đây tính là một collocation nữa, đúng không ạ? Nên là cảm thấy có ý thức trách nhiệm cao. Đây tính là một collocation nữa. Vậy thì cô đếm từ nãy đến giờ, chúng ta có tổng cộng là 6 collocation trong bài này của chúng ta. Chờ, 6 collocation nhé. Chờ, nếu như có 6 collocation trong bài thì bạn nhớ cho cô là phần này, những bạn nào thi đại học phải xác định là mình phải xác định collocation và đọc hiểu là phần chính. Đó, tí nữa sau khi cô chữa xong, cô sẽ định hướng cho em. Thì bạn nhớ cho cô như sau này, được không ạ? Thì bạn nhớ cho cô là cái phần collocation này các bạn phải học kỹ cho cô. Tí nữa cô định hướng sau, bây giờ cô chữa tiếp cô này nhé. Mai đã làm bố và anh ta cảm thấy có ý thức trách nhiệm cao hơn đối với bố mẹ của mình. Vậy cô sẽ có này, nếu như cô dùng ý A, nó sẽ là đảo ngữ của điều kiện. Đây chính là một câu về đảo ngữ. Vậy là gần như 25 chuyên đề để các bác ấy chọn, chiếm chọn đủ rồi, đúng không ạ? 25 chuyên đề để các bác ấy làm đến 22 chuyên đề rồi. Thì cô sẽ có là nếu như dùng ý A, người ta dùng vua này, dùng tu vấp, cô sẽ suy ra đây chính là đảo ngữ của loại 2. Chưa, đảo ngữ của loại 2. Bây giờ bạn phải học chuyên đề làm sao mà bạn nhìn thấy cái đề này, nhìn thấy cái phần này bạn biết nó là chuyên đề nào cơ, đúng không ạ? Thì cô sẽ coi là đảo ngữ của loại 2. Nhưng mà toàn cô thấy là cái câu ước của cô became là quá khứ, fell là quá khứ. Vậy nếu mà muốn làm được điều kiện nó phải là loại 3 chứ không phải loại 2, ý A sai. Nhờ, tiếp này cô sẽ có ý B thì sao ạ? Ý B, only after, chỉ sau khi anh ta đã trở thành bố thì bản thân anh ta mới ý thức được trách nhiệm. Ý B cô lại có cấu trúc, đó là cấu trúc only after. Sau only after cộng với chủ ngữ verb, đúng không ạ? Mệnh đề còn lại chúng ta sẽ làm mệnh đề đảo ngữ, cô viết tắt nhé. Mệnh đề đảo ngữ sẽ thành lập, nó giống như thành lập câu hỏi, thường nó sẽ dùng dạng là đứt cộng với chủ ngữ cộng verb nguyên dạng. Vậy cô sẽ chọn được câu số 50 của chúng ta, đáp án sẽ là ý B. Đúng ạ? 50 sẽ chọn là bản ý B. Tại sao 50 chúng ta không chọn ý C dịch này? Nếu như Mai mà trở thành bố thì anh ta sẽ có ý thức trách nhiệm với bố mẹ của mình. Nhưng mà thực tế là anh ta đã trở thành bố rồi, và thực tế là anh ta đã cảm thấy có ý thức trách nhiệm với bố mẹ của mình hơn rồi, nên chúng ta không chọn ý C. Nếu chúng ta dùng điều kiện thì điều kiện đấy của chúng ta phải ngược với thực tế cơ, nên chúng ta không chọn ý C. Thế còn ý D của chúng ta sao ạ? Mãi cho đến khi anh ta cảm thấy có trách nhiệm với bố mẹ thì anh ta mới được làm bố. Nếu như chúng ta dùng câu này à? Mãi cho tới khi anh ta được làm bố, anh ta mới biết về, anh ta mới có ý thức về trách nhiệm của mình đối với bố mẹ, thì may chăng ý D mới đúng. Chúng ta sẽ có cấu trúc của nó ăn tín. Vậy là cái câu 50 là một câu cô đánh giá rất là hay, vì nó thể hiện được mỗi một đáp án của em là một dạng đảo ngữ, đúng không ạ? Nó sẽ có là not until cộng với term hoặc term clause, đúng không ạ? Cộng với đằng sau là mệnh đề đảo ngữ. Câu số 50 cô đánh giá là một câu rất là hay, bởi vì riêng cái câu 50 này nó đã trộn cho em được đủ hết cả 4 đáp án. Và 4 đáp án đấy của em đều là 4 đáp án của đảo ngữ. Vậy chốt lại vấn đề như sau, đúng không ạ? Chốt lại vấn đề như sau này. Chờ, nếu những bạn nào mà cô sẽ chia thành hai mức độ nhá. Bây giờ cô sẽ tư vấn học cho các bạn này, đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ có là nếu như được chưa, bây giờ cô sẽ chia thành những cái bạn mà không chuyên. Chờ, cô sẽ chia thành những bạn không chuyên với tính chất như đề thi năm nay, đúng không ạ? Năm nay là của chúng ta sẽ là 70-30. Em hiểu cô đang nói 70-30 là gì không ạ? Cái điểm thi của em trong cái kỳ thi của em sẽ chiếm 70%, còn điểm hàng ngày của em sẽ chiếm 30%. Với 70-30 thì các bạn sẽ không có ý thức là các bạn oánh bừa được, mà các bạn phải làm ít nhất bạn phải được 3-4 điểm, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có này. Mà cô sẽ xếp là, cô sẽ không xếp là những bạn mà chỉ là những bạn chống liệt nữa. Để chợ năm nay cô sẽ không xác định là những bạn chống liệt, mà các bạn sẽ ít nhất các bạn phải xác định là các bạn phải làm được 3-4 điểm. Chứ nếu chống liệt thì dễ trượt lắm, đúng không ạ? Dễ trượt với mức độ 70-30 nha, các bạn rất là dễ trượt. Cô sẽ nhớ, các bạn nhớ cho cô như sau này. Với những bạn không chuyên, các bạn học chắc cho cô phần sau. Bạn học chắc cho cô 23 cái câu ngữ pháp đấy. Chưa, tức là bạn chỉ cần ôm cái cuốn, đúng không ạ? Nếu mà bạn, những bạn không chuyên, bạn chỉ cần học 23 câu ngữ pháp cộng với 4 câu, đúng không ạ? Cộng với 23 câu ngữ pháp đấy, đúng không ạ? Cộng với 2 câu giao tiếp. Đấy, 2 câu giao tiếp nhá. Chờ số còn lại cho em đánh nội đi, đúng không ạ? Thế cô là những bạn không chuyên chỉ cần học cho cô 23 câu ngữ pháp với 2 câu giao tiếp. Tổng em đã đúng được 25 câu rồi, đúng không ạ? 25 câu là em được 5 điểm rồi. Chưa kể những bài đọc các thứ em vẫn có thể gióng được, đúng không ạ? Nhưng mà nhớ cho cô là vì vậy mà những cái bạn không chuyên chỉ cần tập trung học ngữ pháp cho cô thôi. Chưa?
chỉ cần học hết ngữ pháp cho cô là bạn yên tâm vào phòng thi, đút tay vào túi quần vào phòng thi rồi, đúng không ạ? Thì những bạn không chuyên học cho cô ngữ pháp, cày hết cho cô cái cuốn 25 chuyên đề ngữ pháp. Cái cuốn đấy của cô là viết là rất là chi tiết và bám sát, tức là chỉ cần đủ cho kỳ thi rồi, không cần phải học quá sâu thấy khó, đúng không ạ? Đủ cho em thi, đúng không ạ? Đủ cho em thi nhá. Cày cho cô hết 25 chuyên đề ngữ pháp là những bạn không chuyên ung dung được 5 điểm vào phòng thi, thậm chí còn được cao hơn vì cô còn tính 25 câu còn lại em còn quánh bừa được nữa mà, đúng không ạ? Rồi tiếp này, thế còn những bạn chuyên thì các bạn sẽ phải học như nào? Những bạn chuyên này. Những bạn chuyên thì bạn sẽ xem cho cô như sau này. Những bạn chuyên thì cô sẽ chia thành 3 mức. Có những bạn xác định thi cuối đê nhưng bây giờ chưa xong chuyên đề. Vẫn còn chưa xong chuyên đề. Thế là những bạn mà chưa xong chuyên đề thì các bạn sẽ phải học cho cô như sau. Các bạn học cho cô là phải ra cho cô một cái mục tiêu, đó là trước tháng 2 2019, lúc đấy các bạn sẽ phải ôn gọi là quay cuồng rồi. Trước tháng 2 2019 em phải xong cho cô, đúng không ạ? Xong cho cô cả ngữ pháp. Ngữ pháp học cho cô xem là cái phần ngữ pháp mà cô hệ thống cho em có 22 chuyên đề ngữ pháp đấy, đúng không ạ? Và từ vựng. Từ vựng học cho cô bám sát sách giáo khoa, nếu đề như này chỉ cần bám sát sách giáo khoa thôi, đúng không ạ? Học cho cô từ vựng và ngữ pháp. Những bạn không chuyên, đúng chưa? À, những bạn chuyên mà chưa xong chuyên đề thì từ giờ đến trước tháng 2 2019 học cho cô ngữ pháp và từ vựng. Ngữ pháp thì học cho cô 25 chuyên đề, học được 25 thì tốt, không thì học cho cô 23 chuyên đề trước cũng được. Chờ học từ vựng, bám sát cho cô sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10, 11 và 12, chủ yếu là 11 và 12. Đúng ạ, chủ yếu 11 và 12 nhá. Tiếp thế còn những bạn sau à? Những bạn là mà đã học xong rồi. Những bạn đã học xong chuyên đề. Những bạn mà đã học xong chuyên đề nhưng mà mới bắt đầu vào giải đề. Những bạn mà chưa mới học xong chuyên đề và bắt đầu vào giải đề. Đúng không ạ? Thì các bạn nhớ cho cô là bạn phải giải đề cho cô ở cấp thấp. Được chưa? Giải đề cho cô ở cấp thấp. Cấp thấp tức là như nào ạ? Tức là các bạn sẽ giải cho cô những cái đề gọi là cơ bản đã, đúng không? Như đề minh họa thực ra cô đánh giá là dễ. Thực ra là nếu mà các bạn mà giải đề cấp thấp thì bạn học cho cái cuốn minh họa, cái cuốn bộ đề minh họa tập 1 của cô là được rồi. Chứ là cái cuốn bộ đề minh họa đấy nó có một cái đặc điểm, đó là nó bám sát toàn bộ các chủ đề trong sách giáo khoa và nó tổng ôn toàn bộ kiến thức trong sách giáo khoa, thì cái cuốn sách đấy có thể làm cơ sở cho em trong cái, tức là làm cho em tập làm quen với phần giải đề. Chứ là thế còn những cái bạn mà đã giải đề được nhiều rồi. Nhờ chưa? Những cái bạn mà đã giải đề rồi. Chứ và các bạn ấy đang làm cái đề này của cô mà từ 7, cái đề minh họa này mà từ 7 trở lên rồi. Đúng không ạ? Từ 7 trở lên rồi. Thì những cái bạn mà đã giải đề từ 7 trở lên thì các bạn tập trung cho cô phần sau này. Tập trung cho cô vào phần đọc hiểu. Được. Tập trung cho cô phần sau ạ, tập trung cho cô phần từ vựng. Chưa, có thể vẫn cái ma trận với số lượng câu như thế, nhưng mà sau này các bác đọc, các bác ở bộ các bác có thể cho từ vựng của chúng ta khó lên. Đúng không ạ? Từ vựng của chúng ta khó lên này. Tiếp, tập trung cho cô vào collocation, đặc biệt nhấn mạnh cho những bạn thi đại học, đúng không ạ? Nếu mà muốn được 8 9 thì tập trung cho cô vào collocation. Như vừa lấy cô đếm mà có 5 6 câu collocation nó vào 4 câu là mình đã chết rồi, đúng không ạ? 4 câu là mình đã mất 0,8 điểm rồi. Giờ trước kể là mình còn phải tính là mình sai những câu khác nữa. Chờ tập trung cho cô phần sau collocation về idiom tính là 1. Chưa, idiom tính là 1. Thực ra idiom còn dễ hơn collocation ấy, đúng không ạ? Vì idiom mình đoán được, collocation này mình phải dùng bằng cụm từ cố định. Thế mà tập trung cho cô phần sau, tập trung cho cô phần phrase verb. Đấy, và những cái phần khó nhất của tiếng Anh tập trung vào phrase verb. Thế còn trong cái chuyên đề ngữ pháp của em này, được chưa? Trong cái chuyên đề ngữ pháp này, em thấy phần nào mà em yếu, đúng không? Em thấy phần nào yếu thì em tập trung vào đấy cho cô thôi. Chứ còn cô nghĩ là những bạn mà đã giải đề từ 7 trở lên thì các bạn, cô nghĩ là phần ngữ pháp đối với bạn rất là ok rồi. Ok, các bạn thân mến, như vậy là chương trình chữa đề minh họa của cô Trang Anh đến đây là hết. Xin chào và hẹn lại, gặp lại các bạn vào các chương trình sau nhé. Các bạn quên mất, cô nhớ các bạn, bạn nhớ cho cô như sau, lịch livestream của cô Trang Anh sẽ như sau. Chưa, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7, đúng không ạ? À, chủ nhật nữa chứ. Thì cô sẽ có là thứ tư cô sẽ dạy ở trong nhóm giải đề, cái này thì cô sẽ không gặp các bạn được, đúng không ạ? Thứ năm thì cô sẽ dạy ở trong nhóm chuyên đề, chứ ở chủ nhật thì cô sẽ dạy ở nhóm tổng ôn. Vậy cô sẽ là của các bạn những ngày còn lại, thứ hai, thứ ba, thứ sáu và thứ bảy, nhờ. Thì cô sẽ có này, thứ hai cô sẽ chữa đề, được chưa? Cô sứ thứ hai chúng ta sẽ là, chúng ta sẽ học ở trong bộ đề nhá, được chưa? Thứ hai cô sẽ chữa bộ đề trong cuốn cam. Chờ thứ 6 tức là ngày mai cô sẽ chữa đề cho các bạn, đúng không ạ? Ở trong cuốn xanh. Chờ thứ 3 cô sẽ cho em học ngữ pháp đi, đúng không ạ? Vì ngữ pháp nhiều này mà. Thứ 3 học ngữ pháp đi, đúng không ạ? Thứ 7 cho các bạn thêm một buổi ngữ pháp nữa nhá. Thì 1000 câu trắc nghiệm khó dừng lại, đúng không ạ? Bởi vì là nếu mà khó như 1000 câu trắc nghiệm khó cô thì nó không có nhiều, đúng không ạ? Nên nó sẽ có là thứ 3 chúng ta sẽ học ngữ pháp, đúng không ạ? Thứ 7 chúng ta sẽ học ngữ pháp, đúng không ạ? Thứ 2 chúng ta học bộ đề và thứ 6 chúng ta học bộ đề. Vậy chúng ta sẽ có hai buổi bộ đề, hai buổi đề và hai buổi ngữ pháp, tập trung cho cô phần đấy hơn. Ok. Thi thử à? Được chưa?
Được chưa? Không không có tự luận đâu em ạ. Được chưa? À, xem nào, nếu mà thi thử xem là tuần này của chúng ta đang có dư âm của đề minh họa thì đến tuần sau thi thử nhá. Chờ thi thử mình sẽ để sang tuần sau em nhé, vì tuần này chúng ta đang có đề minh họa còn đang dư âm mà, đúng không ạ? Thi thử chúng ta sẽ chuyển sang tuần sau. Rồi ok. Các bạn thân mến, vậy là buổi học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và gặp lại các bạn vào 9:30 tối mai với cô sẽ chữa bộ đề xanh nhá. Chờ 9:30 tối mai cô sẽ chữa ở đề số 13. Chờ đề số 13 trong cuốn bộ đề màu xanh. Các bạn nhớ học trước nhá. Rồi ok, tạm biệt các bạn.